Thông thường thì các nhóm sẽ phải làm riêng nhưng mà cô quên dặn ha. Nhưng mà thôi, nhóm một và nhóm hai lỡ rồi, cô cũng cũng nghĩ là các bạn nắm được cái vấn đề này không để ý lắm, thì thôi nhóm một và nhóm hai ngày như vậy. Tuy nhiên là ở các nhóm còn lại các bạn lưu ý giùm cô, các bạn làm riêng ha. Rồi bây giờ cô sẽ nhường sân khấu lại cho nhóm một và nhóm hai ha, các bạn cố gắng trình bày chậm thôi. À ok, nhóm 2 chỉ có 3 người. Các bạn trình bày chậm thôi nha. Các bạn học cái môn kỹ năng quản trị rồi đúng không? Các cái kỹ năng về về trình bày, về thuyết trình rồi vân vân, thì các bạn thường thì cái kinh nghiệm cô thấy là thường các bạn trình bày sẽ bị nhanh. Cho nên là các bạn đừng có sợ hết thời gian. Một bài giới thiệu thông thường thì chúng ta thường là sẽ bị thi bị gọi là dư thời gian không, mà không bao giờ bị thiếu hết á. Cho nên là các bạn trình bày chậm thôi để dạ cô có nghe rõ không cô? Rất mạnh hả? cô bị Cô rớt bị mạng rồi hả? Thật sự máy của tôi bị rớt máy. Dạ, cô nghe được chưa cô? cô nghe được rồi, cô vừa mới bị out ra tí xíu ha. Thì để cô nói tiếp chút xíu chỗ này. Tiếp theo trình bày là nhóm các bạn trình bày chậm thôi và lớp thì lắng nghe, đồng thời là nếu mà chưa hiểu hoặc là có cái vấn đề gì thì các bạn phải nghe để sau này, sau khi bài thuyết trình xong thì các bạn đặt câu hỏi và thảo luận nha. Những cái nội dung này thì nó cũng không phải là những cái nội dung mới lắm, chủ yếu là chúng ta tổng hợp những cái kỹ năng và những cái lý thuyết ở trong sách thôi, cho nên là các bạn phải lắng nghe và các bạn tương tác với nhóm thuyết trình. Đồng thời là nhóm thuyết trình cố gắng ở mỗi cái phần lý thuyết như vậy thì nói chậm và dẫn cái ví dụ để mà lớp theo dõi để cho nó dễ. Rồi mời nhóm ha. Em xin dạ chào cô và các bạn. Thì sau đây em xin thay mặt nhóm 1 và nhóm 2 giới thiệu về chương 3 của mình, phần đầu tiên. Thì phần này gồm có 3 mục lớn và em sẽ đi vào phần đầu tiên là khái niệm và thực chất của bán hàng trực tiếp. Về khái niệm thì có hai mục nhỏ, và mục đầu tiên là khái niệm. Còn có hai mục nhỏ là khái niệm và bán hàng trực tiếp và thực chất của việc bán hàng trực tiếp. Em xin phép được đi vào mục đầu tiên. Mục đầu tiên là khái niệm về bán hàng, và khi mà nói về bán hàng cá nhân thì cho đến nay thì cũng có khá là nhiều định nghĩa khác nhau. Thì sau đây em xin đi vào phần đầu tiên, đó là về ý đầu tiên, quá trình giao tiếp của người bán hàng và khách hàng. Thì qua đó thì người bán có thể tìm hiểu nhu cầu và tư vấn giới thiệu, thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm của mình. Thì cái định nghĩa này cho thấy là bán hàng cá nhân cũng là một hình thức truyền thông, và điểm khác biệt với các phương thức truyền thông khác như là PR và marketing truyền thông, thì nó là hình thức mà mua bán trực tiếp giữa cá nhân của người mua và người bán. Về việc mà đối thoại trực tiếp của người tiêu dùng và người mua thì nó mình có thể hiểu được khách hàng mong muốn điều gì và người ta cần gì. Ví dụ như khi mà mình trên mạng thì khách hàng không thể hỏi mình được quá nhiều, và cũng mình cũng không biết là khách hàng mình đang cần gì. Nhưng mà nếu mà mình bán hàng trực tiếp á, thì mình có thể xem thái độ của khách hàng cũng như những mong muốn mà người ta cần để mình có thể giải đáp và lựa chọn được cái sản phẩm mà khách hàng mong muốn nhất. Thì thứ hai là một đó là một hình thức xúc tiến hiệu quả để xây dựng mối quan hệ của khách hàng lâu dài và phát triển kinh doanh linh hoạt và với là chi phí thấp hơn. Thì quá trình này bắt đầu và gắn liền xuyên suốt với tất cả các khâu còn lại, với một hoạt động vô cùng quan trọng, đó là hoạt động tìm hiểu đối tác và tìm hiểu khách hàng. Thì khi mà chúng ta xây dựng được mối quan hệ khách hàng lâu dài và phát triển một kinh doanh linh hoạt và chi
thì chúng ta có thể nói chuyện và tìm hiểu, tạo nên những cái mối quan hệ gắn thiết hơn, người ta sẽ trở thành khách quen của chúng ta và tới địa điểm chúng ta kinh doanh và tìm hiểu và mua nó nhiều hơn so với lấy hàng trên mạng một chút. Điều thứ ba là bán hàng cá nhân là hình thức giao tiếp mang tính chọn lọc cao, cho phép nhà tiếp thị đưa ra các thông điệp và tính thuyết phục cho đến các nhu cầu cụ thể của người mua hoặc là ảnh hưởng đến quyết định mua của người đó, thì nó thích nghi với những thay đổi hoàn cảnh của cả người mua và người bán, cũng như là được sự tương tác của người mua. Thì cuối cùng đó chính là bán hàng cá nhân thì không phải là một hành vi giao tiếp ngẫu hứng và tự phát, thì nó được chuẩn bị và tính toán và thận trọng trong những mục tiêu xác định từ trước. Thì trên đây cũng chính là những cái nguyên lý và những đòi hỏi hết sức quan trọng hoạt động marketing nhằm tạo nên sự thành công trong kinh doanh và bán hàng trực tiếp. Em xin nhường phần tiếp theo cho bạn Quỳnh ạ. Dạ, em tên là Hà Như Quỳnh, em xin thuyết trình phần tiếp theo đó là thực chất của bán hàng trực tiếp. Qua tìm hiểu của định nghĩa, chúng ta đã bắt đầu nhận biết những điều cốt lõi, sự khác biệt của cá nhân so với kiểu truyền thống, và những điều cốt lõi này đã nói lên thực chất của bán hàng trực tiếp, tức là bản chất của nó. Trước hết phải thấy rằng bán hàng cá nhân là một loại công việc phụ thuộc về hoạt động của marketing. Năm công cụ của chính sách xúc tiến hỗn hợp gồm bán hàng cá nhân, quảng cáo, xúc tiến bán, tuyên truyền và quan hệ công chúng, marketing trực tiếp. Với năm công cụ này thì doanh nghiệp sẽ truyền đi được giá trị, hình ảnh, sự uy tín của doanh nghiệp để thuyết phục người mua một cách dễ dàng hơn. Với chức năng của bán hàng cá nhân gồm có truyền thông và giới thiệu sản phẩm hàng hóa. Hai chức năng này sẽ giúp tạo nên sự thích thú, ưa thích của khách hàng đối với hàng hóa dịch vụ, và từ đó sẽ dẫn tới một quyết định mua hàng của khách hàng. Cá nhân gồm có một số đặc thù riêng. Qua slide dùm với. Đặc thù riêng thứ nhất là bán hàng cá nhân là sự giao tiếp sinh động trực tiếp qua lại giữa hai hay nhiều người. Sự giao tiếp này sẽ giúp cho người bán có thể nghiên cứu được những nhu cầu, đặc điểm của người mua và sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp. Thứ hai là bán hàng cá nhân góp phần thiết lập mối quan hệ hết sức đa dạng, từ những mối quan hệ ban đầu là quan hệ xã giao, tiếp đến là quen biết, và từ đó sẽ trở thành một mối quan hệ thân thiết. Thứ ba là bán hàng cá nhân thật sự là một quá trình thương thuyết, đàm phán và thương lượng bình đẳng giữa người bán và người mua. Mặt khác, để thấy rõ hơn bản chất của bán hàng cá nhân, người ta cũng tiến hành so sánh giữa bán hàng cá nhân và bán hàng truyền thống, khác nhau ở điểm nào? Thứ nhất là bán hàng truyền thống, người ta sẽ sử dụng hình thức là rao bán, vì hình thức rao bán này nhằm gây một sự tò mò để lôi kéo khách hàng, thu hút khách hàng. Với quan niệm của người xưa là vừa rao vừa bán thì mới đắt hàng. Ví dụ là ở ngoài chợ thì người ở ngoài ngoài chợ đêm Đà Lạt của mình đó, thì người ta hay dọn hàng ra những tấm bạt để bán vớ, bán áo gió, bán giày dép và nhiều mặt hàng khác. Và người ta sẽ sử dụng tiếng rao hàng để gây chú ý với khách hàng. Và mặt hàng này sẽ là mặt hàng giá rẻ, và mặt hàng này sẽ được lựa chọn một cách thoải mái. Còn đối với bán hàng cá nhân thì sẽ sử dụng kỹ năng bán hàng như là đồng cảm, lắng nghe, giao tiếp và quan tâm chăm sóc tới khách hàng. Thứ hai là bán hàng truyền thống là thì sẽ thụ động chờ yêu cầu từ khách hàng. Còn bán
nhân thì sẽ chủ động có tổ chức bán hàng theo cách thức người bán hàng tỏ ra ân cần niềm nở với khách hàng, chủ động tiếp cận với khách hàng ngay từ khi họ bước vào cửa hàng, và đội ngũ bán hàng của doanh nghiệp thường xuyên sẽ thường xuyên có mặt trên thị trường đến với từng khách hàng và đến nhà hay là địa điểm làm việc của họ để bán hàng. Ví dụ như là nhân viên sale của công ty du lịch sẽ đi khắp nơi từ cơ quan trường học đến để chào bán các tour dã ngoại tham quan, hoặc là nhân viên sale của trung tâm dạy tiếng Anh thì sẽ đi đến các trường học để quảng cáo bán các khóa học tiếng Anh. Thứ ba là bán hàng truyền thống. Khách hàng sẽ là người đưa ra yêu cầu về sản phẩm, còn bán hàng cá nhân là sẽ đáp ứng những nhu cầu, những suy nghĩ của khách hàng. Khách hàng và sẽ gợi tạo ra những nhu cầu và ước muốn mới. Ví dụ như là tại một cơ sở chăm sóc da, thì khách hàng người ta vào chỉ muốn là sử dụng dịch vụ chăm sóc da 7 bước, thì với đội ngũ nhân viên đã được đào tạo với kỹ năng bán hàng thì sẽ gợi ý cho khách hàng thêm nhiều dịch vụ khác, giống như là massage body, làm trắng body hoặc là xông hơi vân vân, với những với sự thuyết phục trong lời nói và giá trị lợi ích của dịch vụ mang lại sẽ làm cho khách hàng từ không có ý định sử dụng dịch vụ sẽ chuyển sang với mong ước là sử dụng dịch vụ đó. Thứ tư là đối với bán hàng truyền thống thì người bán hàng chỉ hành động một cách máy móc, đơn điệu và ít sáng tạo. Còn với bán hàng cá nhân thì người bán hàng sẽ hành động một cách nghệ thuật và sáng tạo. Các hoạt động chào bán hàng hóa hết sức là uyển chuyển và linh hoạt theo từng đối tượng mua và biến đổi thích hợp theo từng không gian và thời gian cụ thể của quá trình mua. Và hoạt động bán hàng của cá nhân sẽ được tiến hành một cách khôn khéo. Cuối cùng là bán hàng truyền thống có hoạt động giao dịch để tiêu thụ hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp tiến hành không qua các tổ chức trung gian phân phối. Còn đối với bán hàng cá nhân thì sẽ hoạt động giao dịch tiêu thụ hàng hóa sẽ tiến hành thông qua các tổ chức trung gian phân phối. Phần thuyết trình của em tới đây là hết. Em xin nhường phần thuyết trình tiếp theo cho bạn sau ạ. Gửi lại cái bài này cho cô nhé. Dạ. Mới tới phần kia được á, nhưng mà nếu như nó không không có ảnh hưởng thì để sau cũng được. Chỉ sợ là ví dụ như là bước bán hàng cá nhân nó qua bước 1, bước 2, bước 3 thì phải qua bước 1, bước 2 trước rồi mới tới bước 3 ấy, thì nó sẽ ok. Bây giờ là sẽ trình bày các bước bán hàng cơ bản đúng không? Dạ. Ồ rồi, được rồi. Dạ nó cũng không liên quan lắm đâu cô. Phần 3 thì nó mới là phần bước. Vậy bây giờ con em trình bày phần 3 nha cô. Ok. Xin chào cô và các bạn, mình tên là Khánh Linh và mình sẽ trình bày phần 3 các bước bán hàng cơ bản. Đầu tiên là bước 1 là phát hiện khách hàng tiềm năng. Đầu tiên chúng ta cần có một danh sách về khách hàng tiềm năng. Thì cái khái niệm về khách hàng tiềm năng là chính là những người có khả năng mua hàng hóa dịch vụ của công ty. Ở đây thì nhiệm vụ của người bán hàng á không phải là việc qua slide đi, không phải là mang lại một khách hàng thật sự mà là một danh sách khách hàng tiềm năng. Tiếp theo là hai lý do mà khách qua slide. Tiếp theo là hai lý do mà công ty hay người bán hàng phải bắt đầu quy trình bán hàng và phải tìm kiếm danh sách khách hàng tiềm năng. Lý do thứ nhất là khách hàng bị mất
khách hàng cũ bởi những nguyên nhân như khách hàng cũ bỏ đi, khách hàng cũ bị thu hút bởi những đối thủ cạnh tranh, khách hàng cũ chỉ mua một lần. Và lý do thứ hai là công ty mở rộng phạm vi sang những lĩnh vực khác hoặc mở rộng quy mô so hơn với trước, thì do đó thì nhu cầu của việc tìm kiếm bổ sung khách hàng mới là rất cần thiết. Mình có một ví dụ về khách hàng mình có một ví dụ về khách hàng tiềm năng được tìm kiếm ở đâu thì khi bạn là một doanh nghiệp chuẩn bị ra mắt một sản phẩm về xe ô tô thì các nhà bán hàng hoặc công ty phải tới các sự kiện hoặc triển lãm xe ở những nơi khác để tìm kiếm thông tin hay danh sách của những người đã tham gia, đánh giá mức độ khả năng của những khách hàng này thì doanh nghiệp thì sẽ dễ dàng tiếp cận với đối tượng mua hàng tiềm năng hơn là những kênh tìm kiếm khác. Và trên thực tế thì để có một cái danh sách về khách hàng tiềm năng thì không thật sự là dễ, phải bỏ ra rất nhiều công sức thì mới có thể tìm kiếm được những khách hàng thật thụ trên một cái danh sách khách hàng tiềm năng rất là dài mà đã thu thập được. Nên phải có sự đánh giá khách quan về danh sách này mà loại bỏ những khách hàng không có khả năng làm khách hàng thật thụ để đánh giá được trở nên được danh sách đánh giá trở nên được thiết thực hơn và cô đọng hơn. Sau khi qua bước sàng lọc này thì bước tiếp theo là đã có những khách hàng thật sự này thì họ đều có nhu cầu khác nhau. Nên người bán hàng phải tiếp tục phân loại danh sách này. Mục đích chính của việc phân loại này là thứ nhất là có chiến lược chiếm lĩnh cái nhóm khách hàng trọng tâm, thuyết phục được khách hàng nào trước, khách hàng nào sau, và nhóm khách hàng nào có khả năng hơn thì sẽ thuyết phục trước. Còn nhóm khách hàng nào có ít khả năng hơn thì sẽ thuyết phục sau và đặt cái chi phí lớn nhất về cái nhóm khách hàng mà có khả năng nhất. Và tiếp theo là đề xuất về phương án, phương thức tiếp cận từng nhóm khách hàng thiết thực và hiệu quả. Thì phải đề ra những phương án phù hợp với từng nhóm khách hàng mà công ty đã phân loại ra. Và phần tìm hiểu về phát hiện khách hàng tiềm năng đã hết và mời các bạn đến với phần chuẩn bị trước tiếp xúc chào bán của bạn Khuyên. Dạ, em chào cô và các bạn ạ. Sau đây em sẽ nói về phần chuẩn bị trước tiếp xúc và chào bán ạ. Thì là một trong những giai đoạn quan trọng trong bán hàng. Và trước khi tiếp xúc chào bán với khách hàng thì người bán hàng sẽ thất bại nếu không chuẩn bị trước cách này. Vì người bán hàng phải chuẩn bị kỹ càng tất cả các thông tin liên quan đến khách hàng tiềm năng của mình. Điều đó có nghĩa là phát hiện ra khách hàng tiềm năng là chưa đủ mà còn phải biết được những thông tin chi tiết về họ. Thì người bán hàng càng có nhiều thông tin chi tiết về những đối tượng khách hàng tiềm năng bao nhiêu thì có cơ hội thuyết phục và chào bán lớn bấy nhiêu. Như ví dụ mình biết được tên tuổi nghề nghiệp của họ thì mình sẽ tạo ra một cái sự quan tâm đối với khách hàng, thì khách hàng sẽ dễ trao đổi với mình hơn. Nói tóm lại thì thu nhập thông tin chi tiết về khách hàng tiềm năng cũng là công việc quan trọng trong quá trình chuẩn bị của người bán trước khi đến tiếp xúc chào bán hàng cho khách hàng. Thì ngoài các cái thông tin về khách hàng, việc chuẩn bị những kiến thức về công ty, sản phẩm, dịch vụ cũng như là công ty những cái thông tin khác thì liên quan đối với đối thủ cạnh tranh, thị trường trong ngành là những yếu tố quan trọng góp phần nên sự thành công trong một cho cuộc chào bán hàng. Em xin hết em nhường phần thuyết trình cho bạn tiếp theo ạ. Dạ chào cô và các bạn. Em tên là Quỳnh Như và em xin được tiếp tục phần trình bày của nhóm ạ. Phần tiếp cận khách hàng đầu tiên sẽ đến với phần mục tiêu tiếp cận với khách hàng.
thì phần này có 3 mục tiêu chính là thu hút được sự chú ý của khách hàng, khích lệ và giữ lòng ham muốn của khách hàng và dẫn dắt khách hàng vào quá trình bán hàng. Về phần thu hút được sự chú ý của khách hàng thì đây là mục tiêu đầu tiên của quá trình tiếp cận với khách hàng, bởi vì sự tập trung chú ý của khách hàng vừa khó có thể đạt được mà lại dễ mất đi. Trên thực tế thì khách hàng thường lừa gạt người bán bằng những ngôn ngữ cơ thể của họ. Họ dường như cho người bán thấy rằng họ đang rất chăm chú lắng nghe, có vẻ rất thích thú với sản phẩm nhưng thực ra là họ không hề chú ý. Và nhiệm vụ của người bán là xóa bỏ được những cái rào cản này. Để làm được việc đó thì người bán phải có cách thu hút mạnh mẽ ngay từ những giây phút ban đầu của cuộc tiếp xúc, có thể là từ cách trình bày, cách trang trí sản phẩm, dịch vụ hay là những câu chào hỏi đầu tiên. Phải thấu hiểu khách hàng và nhu cầu của khách hàng, cố gắng tập trung cung cấp những cái dịch vụ và mặt hàng mà khách hàng mong muốn. Chỉ khi khách hàng nhận thấy rằng người bán cùng với những sản phẩm của người bán quan trọng hơn so với những gì mà họ đang bận tâm thì người bán mới không cần phải thu hút sự tập trung của khách hàng. Tiếp theo là khích lệ và giữ lòng ham muốn của khách hàng. Thì sau khi thu hút được sự chú ý của khách hàng, mục tiêu tiếp theo chính là làm thế nào để khích lệ được lòng ham muốn từ phía khách hàng. Nghĩa là người bán phải đưa ra những cái lý do mà khiến cho khách hàng tiếp tục lắng nghe và có được sự mong muốn làm chủ cái sản phẩm mà người bán đang giới thiệu. Một số khách hàng thì có thể chú ý đến sự trình bày của người bán hàng, nhưng mà không có nghĩa là khách hàng đã thực sự muốn mua sản phẩm. Hay là một số khách hàng sẽ chú ý lắng nghe toàn bộ cuộc trình diễn bán hàng của người bán, nhưng mà cũng không có nghĩa là họ có mong muốn được làm chủ sản phẩm đang được bán. Do đó người bán phải khích lệ cái ham muốn có được sản phẩm của khách hàng vào những cái thời điểm mà họ có được lợi ích hay là những cái giá trị kèm theo như là các khuyến mãi, quà tặng. Tiếp theo là dẫn dắt khách hàng vào quá trình bán hàng. Thì khi một người bán hàng tạo ra được sự chú ý, khích lệ lòng ham muốn và duy trì được ham muốn của khách hàng rồi thì có nghĩa là người bán đã có được một sự tiếp cận tốt với khách hàng. Điều đó sẽ tạo nên một dòng chảy tự nhiên để người bán hàng chuyển sang phần chính của bán hàng một cách tự nhiên nhất, và đây chính là mục tiêu cuối cùng của công đoạn tiếp cận với khách hàng. Tiếp theo là các phương pháp tiếp cận với khách hàng. Thì gồm có tiếp cận giới thiệu. Đây là một phương pháp tiếp cận thông dụng nhất. Đó là tiếp cận giới thiệu. Theo phương pháp này thì người bán hàng bắt đầu cuộc tiếp xúc của mình bằng cách giới thiệu tên của mình, tên công ty mà mình đang phục vụ và mục đích của cuộc viếng thăm. Người bán cố gắng giới thiệu thân thiện, cởi mở và tạo nên sự ấm áp, thoải mái cho cuộc bán hàng. Đây là cách tiếp cận đơn giản nhất mà bất cứ người bán hàng nào cũng thực hiện được. Chính vì vậy, tiếp cận này chỉ có hiệu quả và có giá trị khi mà người bán đã có tiếng đối với khách hàng hoặc là người bán đại diện cho một công ty đầy danh tiếng và uy tín. Người bán hàng không thể trông chờ rằng chỉ việc bằng việc giới thiệu đơn giản là có thể thu hút được sự chú ý và lòng ham muốn của khách. Và chỉ tiếp cận giới thiệu thôi thì chưa đủ, nó sẽ không đạt bất kỳ một số mục tiêu nào. Đi với phương pháp tiếp cận này thì người bán hàng phải nhanh chóng đưa đến cho khách hàng những lý do thuyết phục để họ tiếp tục lắng nghe và tiếp tục duy trì cuộc nói chuyện. Mặc dù tiếp cận giới thiệu thì cũng có những hạn chế nhất định, ít hiệu quả, nhưng mà nó là một thành phần cơ bản trong lần gặp gỡ đầu tiên giữa người bán và khách hàng. Tiếp cận giới thiệu là để làm quen với nhau giữa những người mới lần đầu gặp, một phép xã giao tối thiểu và thông thường. Tiếp theo là tiếp cận phần thưởng. Thì một phần thưởng nhất định cho khách hàng vào lúc mở đầu cuộc tiếp xúc sẽ tạo nên một sắc thái, một bầu không khí hữu nghị cho cuộc trình bày chào bán hàng hóa. Món quà ở đây có thể là sản phẩm bạn đang bán, hay món quà tặng kèm đi cùng sản phẩm, hay là bất cứ thứ gì. Bằng một món quà nhỏ lúc ban đầu thì người bán hàng muốn gửi gắm một lời cảm ơn chân tình đến khách hàng vì họ đã dành thời gian để nói chuyện, và cũng cho khách hàng cảm thấy là khi người bạn đã tặng họ một món quà rồi thì họ cũng sẽ dành thời gian để lắng nghe chúng ta nói hết, như là việc có qua có lại, giống như việc bạn mời một người đi ăn một bữa cơm thì họ cũng sẽ mời lại một bạn một bữa cơm hay là một việc gì khác đó. Tuy nhiên thì việc sớm tặng một món quà cho người không quen biết thì có vẻ là hơi bất tiện và không được ổn, thậm chí là có thể gây lúng túng cho khách hàng, bởi vì vậy thì nó cần phải thực hiện một cách khéo léo và hợp lý, không để khách hàng lúng túng vì món quà. Tiếp theo là tiếp cận ca tụng và ngợi khen. Thì hầu như là ai cũng thích được khen, và chúng ta thường có những ấn tượng tốt hơn dành cho những người đã dành lời khen cho chúng ta.
Vì vậy, một lời khen chân thành, thật thà là một cách tuyệt vời để mở đầu một tiến trình bán hàng. Và nếu mà người bán biết sử dụng năng lực quan sát của mình thì có thể nhanh chóng được tìm ra những cái lý do hợp lý để khen ngợi khách hàng của mình một cách hiệu quả. Việc tiếp cận ca tụng ngợi khen thì dựa trên một nền tảng tâm lý, đó là bất kỳ một cái lời khen nào mà khen về những cái thành tích họ có được hay những mặt tốt đẹp của họ thì đều tốt cả và cũng khiến cho họ cảm thấy hãnh diện và muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Lời ngợi khen của người bán thì có thể được nói theo một vài cách khác nhau, miễn là lời khen chân thành và khách hàng cảm nhận được lời khen đó là thật. Tiếp theo là tiếp cận gây sốc và bất ngờ. Cách tiếp cận này là một cách tiếp cận khôi hài, dự định làm cho họ trở nên vui vẻ. Mục đích nó là giúp cho khách hàng trở nên vui vẻ và xóa bỏ được những khoảng cách giữa người bán và khách hàng. Tuy nhiên thì việc này cũng phải diễn ra một cách khéo léo và dựa vào tâm lý cảm xúc của khách hàng. Vì nếu có thể khách hàng không thích cách tiếp cận này thì có thể bạn sẽ để lại ấn tượng xấu trong khách hàng. Phần tiếp theo là những nghệ thuật và kỹ thuật cơ bản để tiếp cận với khách hàng. Thì đầu tiên là chào hỏi. Động tác đầu tiên mà người bán cần phải làm khi tiếp xúc với khách hàng là động tác chào hỏi. Gắn liền với chào hỏi thì thường là những cái bắt tay để thể hiện sự thân thiện và tôn trọng. Ngoài ra thì phải đảm bảo cho khách hàng cảm thấy là người bán rất vui khi được gặp họ. Và phải nhớ được tên của khách hàng để cho khách hàng cảm giác là người bán rất quan tâm đến họ, để tạo một ấn tượng tốt. Tiếp theo là tạo một bầu không khí thoải mái. Trong giây phút gặp gỡ đầu tiên của người bán và người mua thì việc tạo ra một bối cảnh thoải mái là rất quan trọng. Bối cảnh ở đây là cả về hình thức con người và cả về không khí cảm xúc. Có một bầu không khí thoải mái thì việc bán hàng mới diễn ra thuận lợi và khách hàng mới dành sự chú ý vào sản phẩm đang được bán. Tiếp theo là làm cho sự có mặt của người bán hàng thuận tiện đối với khách hàng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Và không quá nặng nề với việc bán hàng mà phải cần tạo ra sự thoải mái cho chính mình, không để họ cảm thấy ngượng ngạo hay khó chịu bởi sự có mặt của bạn. Khi đó thì cuộc trò chuyện sẽ được không được diễn ra suôn sẻ. Tiếp theo là xác định mức độ lễ nghi từ phía khách hàng để có thể cư xử phù hợp. Nếu khách hàng muốn không khí trang trọng thì người bán phải tạo ra những cái lời nói trang trọng. Tùy vào trực giác của mình thì người bán xưng hô theo đúng địa vị họ cho đến khi khách hàng cho phép họ gọi họ bằng cách khác. Thì có rất là nhiều người khó tính trong cái việc xưng hô, vì vậy cần phải cư xử cẩn trọng và tránh gây ấn tượng xấu với khách hàng. Tiếp theo là mở đầu cuộc đối thoại với khách hàng. Thì ngay khi người bán sử dụng giây phút đầu tiên để tạo nên một bối cảnh thoải mái, đồng thời cũng là lúc để xây dựng một cuộc hội thoại. Nếu người bán đã gặp khách hàng và biết họ trước đó thì người bán có thể mở đầu câu chuyện bằng chủ đề cả hai đã trao đổi trước đó. Nếu muốn thiết lập mối quan hệ gần gũi hơn thì người bán có thể hỏi về gia đình, sở thích, mong muốn khác. Nếu là lần đầu tiên thì có thể nói những chuyện về những cái vật, những cái chi tiết trang trí ở xung quanh chỗ của khách hàng hoặc là bất cứ những thứ gì. Đôi khi những cái chuyện phiếm như vậy thì cũng rất cần thiết để phá vỡ những cái khoảng cách giữa người bán và người mua. Và tiếp theo là tránh được sự từ chối tiếp chuyện của khách hàng. Thì trên thực tế, tình trạng khách hàng từ chối cuộc tiếp chuyện với người bán là thường được diễn ra khá phổ biến. Thậm chí sự từ chối này được tính toán một cách kỹ lưỡng để không phải nghe một cuộc trình diễn giới thiệu của người bán. Thì người bán phải tìm được những cái giải pháp để tránh được cái sự từ chối tiếp chuyện của khách hàng. Dạ, phần thuyết trình của em đến đây là hết. Em xin nhường phần thuyết trình cho bạn tiếp theo ạ. Dạ, em chào cô và các bạn. Em tên là Ngọc Quỳnh. Thì em xin thuyết trình phần tiếp theo của một ba la mã là trình bày chào bán. Thì trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu qua bốn mục nhỏ, bao gồm mục tiêu của việc trình bày chào bán, bản chất của quá trình trình bày chào bán, những phương thức chào hàng chủ yếu, và cuối cùng là sử dụng hình ảnh tưởng tượng, sử dụng sự trợ giúp để dẫn chứng và minh họa trong trình bày chào bán. Thì về phần A, chúng ta có hai mục tiêu. Đầu tiên á, là nhận biết nhu cầu hay nhận thấy vấn đề. Thì trong mục tiêu này, nhiệm vụ của người bán là làm cho khách hàng nhận ra rằng là họ có nhu cầu hoặc là họ có cái vấn đề. Yêu cầu người bán phải tạo ra các mong muốn để làm sáng tỏ
các mong muốn đó về cái sản phẩm mà người bán muốn giới thiệu cho khách hàng của mình. Mục đích đó là để khách hàng họ cảm thấy rằng các sản phẩm hiện tại của họ đang không đáp ứng nhu cầu. Tiếp theo là giải quyết vấn đề. Thì sau khi đã tìm ra được vấn đề thì người bán phải tiến hành mục tiêu thứ hai, đó là đề cử cái sản phẩm của mình như là một cái giải pháp cho khách hàng, cho cái việc khách hàng đang tìm kiếm. Thì nhiệm vụ của người bán đó là giới thiệu những đặc tính, những lợi ích của sản phẩm mà mình đang chào bán. Đôi khi thì bản thân khách hàng sẽ tự cảm thấy được cái vấn đề của họ và họ sẽ tự tìm đến người bán. Thì trong lúc này người bán thì không cần mất quá nhiều thời gian để vào cái mục tiêu thứ nhất, mà họ chỉ cần tập trung để giải quyết mục tiêu thứ hai. Mình lấy một ví dụ cụ thể, đó là một khách hàng cảm thấy cái chiếc tivi ở nhà của họ cũ rồi, họ đã lỗi thời rồi, nhưng mà họ vẫn chưa tìm được một cái chiếc tivi mới ưng ý, hoặc là họ còn đang lưỡng lự không biết có nên đổi hay không. Thì nhiệm vụ của người bán đó là thuyết phục cái khách hàng ấy phải quyết tâm đổi cái chiếc tivi mới, làm cho họ không còn lưỡng lự nữa. Thì có rất là nhiều cách, ví dụ như là chỉ ra rằng cái chiếc tivi mới thì nó sẽ có cái màn hình lớn hơn, mỏng hơn, hình ảnh sắc nét đẹp hơn. Bên cạnh đó thì tivi thông minh có thể điều khiển bằng giọng nói, có thể xem phim, lướt web, vân vân. Thì trong trường hợp này, người bán đã chỉ ra được những cái yếu tố mà chiếc tivi cũ của khách hàng không thể đáp ứng được, và đây là bước đầu cho quá trình chào bán. Tiếp theo là qua phần B, đó là bản chất của quá trình trình bày chào bán. Thì bản chất của bán hàng cá nhân là giao tiếp, mà giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin hai chiều, nghĩa là giao tiếp giữa người mua và người bán. Quá trình trao đổi thông tin hai chiều như vậy thì được thể hiện xuyên suốt toàn bộ hành trình của cuộc bán hàng cá nhân. Tuy nhiên thì nó được thể hiện nhiều nhất và rõ ràng nhất trong giai đoạn thực hiện chào bán. Tiếp theo là đến phần C, là những phương thức chào hàng chủ yếu. Có 3 phương thức chào hàng chủ yếu. Đầu tiên là chào hàng theo kiểu học thuộc lòng. Cách này hay còn gọi được gọi là chào hàng theo kiểu đóng hộp hay là ghi sẵn. Những công ty bán hàng lập ra một kịch bản và yêu cầu nhân viên của họ sử dụng nó một cách bất biến, không thay đổi theo thời gian hay là bất cứ thứ gì. Thì trong trường hợp này, khách hàng thụ động, còn người bán là người chủ động trong cuộc đàm thoại. Nói dễ hiểu hơn là nhân viên bán hàng giống như một cỗ máy, họ chỉ lặp đi lặp lại cái nội dung của họ với tất cả những khách hàng của họ. Và điều này thì thường gây nhàm chán và khó chịu đối với khách hàng, đối với người nghe. Tiếp theo là phương thức chào hàng dựa vào sự hiểu biết và nhu cầu. Thì phương thức này đòi hỏi khá nhiều yêu cầu và sự sáng tạo. Phương thức này cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa người bán và người mua. Người bán thì cần thu thập thông tin từ người mua nhằm xác định nhu cầu của họ. Lúc này, người bán có thể giới thiệu những sản phẩm cần thiết cho người mua. Việc giới thiệu có thể có những khuôn mẫu hay cách thức phù hợp riêng đối với cá nhân người mua. Có một ví dụ như là có một chị nhân viên bán những quần áo, thì chị đó đã thu thập thông tin của những khách hàng thường xuyên lui tới cửa hàng, và chị đó đã phân tích, đã chọn lọc những cái thông tin cần thiết để phục vụ cái quá trình bán hàng của chị. Thì chị sẽ giới thiệu những bộ đồ thoải mái phù hợp với lứa tuổi đối với những bạn học sinh, sinh viên, và những bộ đồ mắc tiền hơn, nhìn đứng đắn chững chạc hơn cho những người làm công nhân viên. Hoặc là chị có thể phân tích dựa vào độ tuổi, dựa vào sở thích cá nhân của từng khách hàng. Và phương thức thứ ba đó là phương thức giao hàng hỗn hợp. Đây là phương thức kết hợp giữa hai phương thức trên. Nó cũng có phần giống như phương thức học thuộc lòng, đồng thời thì nó cũng đòi hỏi người bán phải tìm hiểu, phải khám phá được những nhu cầu của khách hàng để đưa ra lời chào hàng hợp lý. Thì để thực hiện được phương thức này, đòi hỏi người bán phải có trình độ, phải chuyên nghiệp, phải có cách ăn nói thuyết phục và có nhiều kiến thức về sản phẩm. Một ví dụ là có anh nhân viên thì là chào hàng tại các tạp hóa và anh đã có rất là nhiều kinh nghiệm và khả năng hoạt ngôn ở trong nghề rồi, thì anh sẽ luôn biết cách
người này sẽ luôn biết cách để làm hài lòng từng cái khách hàng của họ. Họ sẽ sử dụng phương thức học thuộc lòng để đối với những khách hàng mà mới hoặc là những khách hàng mà dễ tính, họ không thích dài dòng. Nhưng mà bên cạnh đó thì phải sử dụng phương pháp còn lại, đó là phương pháp chào hàng hỗn hợp. Đối với những khách hàng thân thiết, những khách hàng để anh tạo được thiện cảm để thuyết phục người ta mua hàng của mình, để tạo sự tin tưởng đối với họ. Và cuối cùng qua phần D, đó là sử dụng hình ảnh tưởng tượng, sử dụng sự trợ giúp để dẫn chứng và minh họa trong trình bày chào bán. Thì đây là các yếu tố giúp cho việc chào hàng rõ ràng và đạt kết quả trực tiếp, như là sử dụng hình ảnh tưởng tượng. Thì đây là cách người giúp người bán làm đây là cách người bán giúp cho khách hàng tưởng tượng ra hoàn cảnh mà khách hàng sở hữu được cái sản phẩm ấy, hoặc là hoàn cảnh mà khách hàng nhận được khi khách hàng trì hoãn cái việc mua sản phẩm ấy. Thì mình lấy một ví dụ, đó là một nhân viên bán hàng mỹ phẩm thì họ sẽ vẽ ra một cái viễn cảnh, đó là một cái làn da đẹp, một cái làn da không có mụn hay tàn nhang vân vân, khi mà khách hàng tin tưởng sử dụng cái sản phẩm của họ. Và ngược lại, họ sẽ vẽ ra một cái viễn cảnh khác, đó là khách hàng sẽ cảm thấy tự ti, ám ảnh bởi những vấn đề về da, về mụn vân vân. Thì đó là cách nhân viên tư vấn đã cố gắng thuyết phục khách hàng của mình bằng cách sử dụng hình ảnh tưởng tượng. Thứ hai là sử dụng các trợ giúp bán và các phương tiện hình ảnh để dẫn chứng minh họa. Thì việc sử dụng những trợ giúp bán với những phương tiện hình ảnh là một cách rất có hiệu quả, đảm bảo cho việc chào hàng thêm rõ ràng và thuyết phục, đơn giản hơn. Và hơn nữa thì trợ giúp bán cho phép người bán tác động vào những khách hàng tương lai bằng các phát triển mức độ tham gia. Thì tiếp tục là cái ví dụ về nhân viên bán mỹ phẩm hồi nãy, thì nhân viên này sẽ lấy dẫn chứng là có thể là về số lượng lớn sản phẩm đều được bán ra trong một năm, sự tin dùng của nhiều nhân vật nổi tiếng hoặc là những người có sức ảnh hưởng, hoặc là đơn giản là họ hoặc là cho xem những khách hàng xem những quảng cáo, những cái review của những người từng sử dụng sản phẩm, và những điều trên sẽ tăng thêm tính thuyết phục cho khách hàng mua sản phẩm. Phần trình bày của em đến đây là hết, em xin nhận lại cho bạn tiếp theo ạ. Dạ em chào cô và các bạn ạ. Sau đây em sẽ nói tiếp về phần đó là phần xử lý phản đối khách hàng. Thì sự phản đối của khách hàng là điều bình thường trong bán hàng nói chung, và là một trong các phần tự nhiên trong hầu hết các cuộc chào bán. Sau khi người bán giới thiệu, cho dù có ân thuận, người mua tiềm năng có thể mà người mua tiềm năng vẫn có thể có những lời phàn nàn nhằm kiếm thơ lợi ích cho nhằm kiếm lợi ích nếu họ quyết định mua. Do đó việc khắc phục những phản đối của khách hàng là khâu việc không thể thiếu trong quy trình bán hàng cá nhân. Chỉ sau khi là khắc phục và vượt qua sự phản đối của khách hàng, cuộc chào bán mới đi đến hồi kết thúc. Thì sau đây là quy trình xử lý phản đối là gồm có 5 bước, đó là bước thứ nhất là hoạch định chiến lược, bước 2 là thể hiện sự cảm kích, bước 3 là làm rõ vấn đề, bước 4 là đưa ra một số biện pháp, bước 5 là kiểm tra lại. Thì sau đây em có một ví dụ như là một cái tình huống đưa ra, đó là một khách hàng gọi điện tới than phiền về chất lượng sản phẩm mà anh ta mới mua cách đó không lâu. Thì trước hết là mình phải hoạch định chiến lược của chúng ta là nhằm giữ chân các khách hàng bất cứ lúc nào có thể. Chúng ta muốn đưa cho khách hàng những cảm giác thoải mái nhất trong khi vẫn cân bằng giữa lợi ích kinh doanh và nhu cầu cho khách hàng. Thì không ai muốn đánh mất các khách hàng hiện đang có. Tình huống đưa ra là một khách hàng gọi điện than phiền về chất lượng sản phẩm mà anh ta mới mua cách đó không lâu. Bước thứ hai đó là thể hiện sự cảm kích, thì ta sẽ dùng những từ ngữ như sau, như là tôi xin lỗi về việc sản phẩm đã không được chất lượng như anh mong đợi. Tôi hiểu sự và thất vọng của anh. Tôi hoàn toàn có thể giúp anh. Bước thứ ba đó là làm rõ vấn đề. Thì mình sẽ giải thích như sau. Để chúng tôi có thể cải thiện chất lượng sản phẩm và giúp. Và anh hãy giúp chúng tôi phục vụ anh tốt hơn. Liệu tôi có thể hỏi anh rằng bộ phận cụ thể nào có chất lượng không tốt được không ạ? Bước thứ tư đó là đưa ra một số giải pháp, ví dụ như là chúng tôi sẽ rất sẵn lòng
đổi cho anh một sản phẩm tương tự khác với chất lượng tốt hơn. Và bước thứ năm là kiểm tra lại, đó là anh có bằng lòng với giải đáp đó không ạ. Thì khắc phục sự phản đối của khách hàng là bước công việc đầy khó khăn và thử thách đối với người bán. Nó bao hàm nhiều các hoạt động khác nhau, đòi hỏi người bán phải nắm vững, làm chủ và ứng biến linh hoạt. Phản đối những lời từ chối của khách hàng là bất kỳ những tiêu cực của khách hàng về công ty, sản phẩm của người bán hay là đề nghị của người bán. Sau đây là các loại phản đối cơ bản sau, đó là phản đối liên quan đến nhu cầu, phản đối liên quan đến sản phẩm, phản đối về giá cả, phản đối về nguồn cung ứng và phản đối về thời gian. Giờ phần thuyết trình tiếp theo em xin nhường tới bạn khác ạ. Em xin chào cô và các bạn. Sau đây em sẽ đến với phần là kết thúc bán hàng. Về kết thúc bán hàng thì có nghĩa là buộc khách hàng phải đưa ra ý kiến cuối cùng, hoặc nói cách khác là người bán rút ra tinh thần cơ bản đối với cuộc nói chuyện, với mục đích là dẫn dắt khách hàng đến quyết định mua hàng. Và có rất nhiều phương pháp và cách thức kết thúc bán hàng được sử dụng phổ biến, như là kết thúc bán hàng phụ trực, kết thúc bán hàng bằng cách trực tiếp, là trong đó nhân viên bán hàng chỉ đơn giản yêu cầu trực tiếp khách hàng tiềm năng phải mua, và ví dụ như là kết thúc bán hàng bằng cách gián tiếp, như là còn được gọi là kết thúc bán cách bán hàng bằng câu hỏi, trong đó là nhân viên bán hàng được tiến tới kết thúc cách bán hàng bằng cách gián tiếp, như là bạn cảm thấy thế nào về các điều khoản này, hoặc là thỏa thuận trông như thế nào, và tùy thuộc vào cái hoàn cảnh hay là phương cách bán hàng của cá nhân mỗi người mà có thể sử dụng các phương pháp hiệu quả hơn. Đến với những sai lầm của người bán là người bán sẽ mắc sai lầm khi là nếu đề nghị đơn hàng chỉ có một lần. Một nghiên cứu cho thấy là trong một lần giới thiệu hàng hóa thì chỉ có 20% khách hàng đồng ý mua. Khởi động đối với quan tâm đến với người mua thì mới có hy vọng kết thúc được lần bán hàng. Và em xin mời bạn tiếp theo. Xin chào cô và các bạn, em xin được tiếp tục phần thuyết trình của mình. Đó là theo dõi sau bán hàng. Việc mà duy trì mối quan hệ tốt giữa doanh nghiệp và khách hàng là một vấn đề không hề đơn giản. Nhất là làm thế nào để níu chân khách hàng và để khách hàng quay lại sử dụng cái sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp mình thì lại là một vấn đề càng khó khăn hơn. Và sẽ là một sai lầm nếu bạn nghĩ rằng bán hàng được là bạn đã xong nhiệm vụ của mình. Không chỉ dừng lại ở việc bán hàng và chăm sóc khách hàng sau bán hàng cũng đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng. Làm tốt công việc này sẽ giúp cho doanh nghiệp lấy được sự tin tưởng và mở rộng được cái đối tượng khách hàng nhiều hơn. Dịch vụ bán hàng nói chung và sau bán hàng nói riêng, đây là những hoạt động nhằm tăng cường hoặc tạo điều kiện dễ dàng cho việc bán hàng và tiêu dùng hàng hóa của người bán. Dịch vụ sau bán hàng là những công việc phải làm sau khi bán. Có một số các dịch vụ sau bán hàng như là giải quyết phàn nàn của khách, dịch vụ bảo hành và sửa chữa, hay dịch vụ giao hàng lắp đặt và hướng dẫn sử dụng, hoặc là thực hiện các hình thức trả chậm trả góp. Các kỹ năng để giữ chân khách hàng gồm liên lạc, theo dõi khách hàng, chủ động tiếp cận phục vụ khách hàng, ưu đãi cho khách hàng trung thành và giải quyết khiếu nại nếu có. Đầu tiên là liên lạc theo dõi khách hàng. Liên lạc theo dõi khách hàng, lưu hồ sơ chi tiết và các loại giấy tờ thông tin quan trọng của khách nhằm thuận tiện cho việc theo dõi. Liên lạc là một trong những kỹ năng mà doanh nghiệp cần phải để tâm đến đầu tiên. Nếu không có thông tin này thì bộ phận bán hàng sẽ không biết rằng là khách hàng có hài lòng với cái sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp này hay không. Ngoài ra cái doanh nghiệp thì cần có các số điện thoại đường dây nóng hoặc là các mục góp ý dành cho khách hàng để xem khách hàng cảm thấy như thế nào hay là nhận xét về thái độ cung cách phục vụ của nhân viên.
Và đây được xem là một phương thức hiệu quả để định hướng chính xác cho kế hoạch phát triển của doanh nghiệp. Tiếp theo là chủ động tiếp cận phục vụ khách hàng. Khuyên này qua slide dùm với. Đây là một hành động khá quan trọng trong dịch vụ chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp. Sau khi bán hàng thì bộ phận chăm sóc khách hàng nên thường xuyên liên lạc với khách hàng của mình để đảm bảo rằng hàng hóa dịch vụ của khách có vấn đề hay là trục trặc gì không. Nếu mà khách hàng có thắc mắc hay là bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm thì nhân viên phải khẩn trương giải quyết câu hỏi hoặc là cung cấp cho khách hàng những cái hỗ trợ cần thiết giúp họ cài đặt hoặc là vận hành cái sản phẩm một cách triệt để nhất. Ví dụ như nếu mà bạn mua xe máy ở Yamaha thì họ sẽ gọi điện cho bạn đi bảo hành xe theo kỳ, ví dụ 3 tháng hoặc 4 tháng họ sẽ gọi điện cho mình một lần để đi bảo hành hoặc là thay nhớt để cho xe được hoạt động một cách tốt nhất. Thứ ba là chính sách ưu đãi dành cho khách hàng trung thành. Tất cả mọi người ở đây thì đã từng là một khách hàng sử dụng bất kỳ một dịch vụ nào và chắc chắn là mọi người luôn mong đợi các dịch vụ ưu đãi sau bán hàng của của cái doanh nghiệp đó. Ví dụ như hãng hàng không Vietnam Airlines, nếu mà bạn sử dụng cái dịch vụ này thường xuyên thì sẽ có một cái thẻ gọi là thẻ hội viên. Thì nếu mà có cái thẻ này sẽ khá là thuận lợi cho bạn, như bạn được sử dụng phòng chờ hạng thương gia hay là các dịch vụ ưu tiên, rồi mua vé hạng phổ thông thì sẽ được nâng hạng ghế lên là hạng thương gia mà không phải tốn bất kỳ một chi phí nào. Vì vậy nên là các doanh nghiệp mà đưa ra được các chính sách ưu đãi sản phẩm khuyến mãi dành cho khách thì họ đã đi đúng hướng để xây dựng cái sự thành công trong doanh nghiệp của họ. Cuối cùng là bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng gặp phải đó là giải quyết các khiếu nại của khách hàng nếu có. Giải quyết kịp thời các phàn nàn, khiếu nại nếu có của khách. Đây là một cách thỏa đáng để việc làm cần thiết với mọi doanh nghiệp. Đối với từng trường hợp cụ thể thì nhân viên phải thể hiện cái sự quan tâm, lắng nghe và trách nhiệm với các sản phẩm mà dịch vụ của mình đã bán ra cho khách. Nhân viên phải giải quyết một cách ổn thỏa và đảm bảo rằng những khiếu nại hay là thắc mắc của khách đều được giải quyết. Ví dụ như khi khách hàng quá khó tính hoặc là có một số khách hàng cao cấp và những khách hàng mà có tên tuổi thì họ muốn dịch vụ của bạn tương xứng với tên tuổi của họ và họ có thể trở nên không hài lòng hay tức giận đối với một số vấn đề như nhân viên không nhanh nhẹn hay là bảo vệ không sắp xếp được xe, không sắp xếp được chỗ cho họ để xe thì những cái việc nhỏ đó cũng có thể khiến họ trở nên tức giận. Thì doanh nghiệp phải đưa ra một số cái giải quyết và xử lý tình huống như bình tĩnh và đặc biệt là không được có thái độ không hài lòng đối với khách, luôn luôn lắng nghe và trấn an khách hàng. Và khi mà đã biết nguyên nhân rồi thì phải từ tốn giải thích và xin lỗi khách và cùng bàn hướng giải quyết thỏa đáng với khách, tỏ ra là luôn là cần khách hàng và sẵn sàng lắng nghe, sửa đổi chân thành. Cuối cùng, nếu mà muốn có một mối quan hệ kinh doanh lâu dài thì không được quên chăm sóc và quan tâm đến khách hàng của mình. Đó là một điều nên làm ở bất kỳ một doanh nghiệp nào. Và em xin được kết thúc phần thuyết trình của mình. Tiếp theo bọn em xin được bổ sung phần 2 vừa nãy. Em cảm ơn mọi người. Dạ, thì em tên là Lô Hoàng Phương, em sẽ thuyết trình phần 2 lập kế hoạch chào bạn ạ. Thì đầu tiên là mục tiêu tiếp xúc chào bạn.
Thì gồm 4 yếu tố ở đây là yếu tố thứ nhất là gặp gỡ làm quen. Thì đầu tiên là gặp khách hàng, đặt mối quan hệ, tháo gỡ nghi ngờ. Tiếp theo là thuyết phục thay đổi thời gian tiêu dùng, thay đổi quan niệm của khách hàng và làm cho khách hàng có cảm tình. Thông tin thì thu thập thông tin, cung cấp thông tin về sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. Cuối cùng là đạt được thỏa thuận. Thì người bán hàng đặt ra kỳ vọng đó chính là có được đơn hàng hoặc bán ngay với số lượng doanh thu cụ thể. Đây là phần lưu ý. Thì kìa, lưu ý thứ nhất là nhiệm vụ cụ thể của người bán hàng được thay đổi qua các mục tiêu khác nhau. Các nhiệm vụ và mục tiêu có ý nghĩa độc lập nhưng lại liên hệ với nhau và tạo tiền đề để đi đến mục tiêu cuối cùng. Lưu ý thứ hai, trong một cuộc bán hàng có thể có một nhiều lần tiếp xúc khác nhau, mỗi lần tiếp xúc có thể hướng đến một mục tiêu khác nhau. Những mục tiêu có thể cố định nhưng cũng phải được điều chỉnh phù hợp với diễn biến cụ thể giữa người mua và người bán. Để đưa ra được mục tiêu chính xác thì người bán hàng phải nghiên cứu kỹ các thông tin thu thập được. Tiếp theo là phần chiến lược chào bán. Thì có 4 kiểu chiến lược bán hàng thông dụng. Chiến lược thứ nhất là chiến lược bán hàng khuyến khích và đáp ứng. Bản chất của chiến lược này là thực hiện và đáp ứng những trả lời của khách hàng triển vọng. Theo đó, người bán hàng hướng khách hàng triển vọng đến một loạt các câu hỏi bán hàng được thiết kế sẵn và người khách hàng được hướng dẫn trả lời có ở mỗi câu. Có thể thấy rằng người bán hàng luôn ở thế chủ động, còn người mua xuất hiện như một thành viên thụ động trong quá trình bán hàng. Vì thế, công việc bán hàng đôi khi mang tính chất nài ép, người bán được hàng là do nài ép người mua chứ không phải là do người mua tự nguyện, nên kết cục của việc bán hàng chưa chắc đã làm hài lòng và thỏa mãn người mua. Tiếp theo là chiến lược bán hàng theo công thức AIDA. Thì công thức này gồm 4 thành tố. Đầu tiên là tạo sự chú ý, tiếp theo là tạo sự quan tâm, kế tiếp là tạo sự ham muốn và cuối cùng là dẫn đến hành động mua. Thì chiến lược này được xem là một công thức nổi tiếng của truyền thông marketing. Bởi vậy, trong bán hàng cá nhân, người chào bán hoàn toàn có thể áp dụng công thức này để thuyết phục và chào bán hàng hóa của mình. Bản chất của chiến lược này là người bán phải thường xuyên quan tâm, tác động, làm thay đổi trạng thái tâm lý và hành vi của người tiêu dùng. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nhất là việc xác định chính xác khi nào khách hàng triển vọng đã sẵn sàng chuyển từ một trạng thái trước sang một trạng thái sau. Chiến lược thứ ba là chiến lược bán hàng nhu cầu lợi ích. Chiến lược bán hàng này dựa trên một nền tảng rằng con người và các tổ chức mua hàng hóa dịch vụ để thỏa mãn các nhu cầu và ý thích. Nó sử dụng nhu cầu của khách hàng triển vọng như vị trí khởi đầu để tiến hành chào bán. Như vậy, đầu tiên người bán hàng phải xác định được nhu cầu của khách hàng triển vọng, sau đó chạy ra mối liên hệ giữa các đặc tính, lợi ích mà sản phẩm đó có được trong mối liên hệ với các nhu cầu của khách hàng, để từ đó thuyết phục được khách hàng mua hàng. Nói cách khác là khi tiến hành chiến lược bán hàng nhu cầu lợi ích, nhân viên bán hàng cần phải dành một phần thật lớn thời gian bán hàng để xác định nhu cầu của khách hàng triển vọng. Cuối cùng là chiến lược bán hàng tư vấn. Chiến lược này được thực hiện trong điều kiện người mua lần đầu tiên mua một món hàng nào đó và thường là kém hiểu biết, thiếu kiến thức về loại hàng hóa dịch vụ này. Trong bối cảnh đó, người bán hàng không chèn ép, lừa lọc người mua mà ngược lại. Người bán đưa ra những lời khuyên đúng đắn, phân tích và chỉ rõ cho người mua những điểm đúng, sai để người mua lựa chọn những hàng hóa dịch vụ thích hợp nhất với nhu cầu của mình. Cuối cùng người bán thì bán được hàng hóa để có lợi nhuận, còn người mua thì mua được những món hàng mà mình mong muốn, để rồi cả hai đều cảm thấy là mình đã thắng. Như vậy, bán hàng tư vấn đòi hỏi người bán phải có thái độ tốt, nhiều thông tin, nhiều kiến thức, phải có một trình độ chuyên môn tốt để sẵn sàng tư vấn cho khách hàng một cách thuyết phục nhất. Phần thuyết trình của em đến nay là hết. Dạ, bài thuyết trình của nhóm 1 và nhóm 2 xin hết rồi. Em xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi cảm ơn phần thuyết trình của nhóm 1 và nhóm 2. Chủ yếu là các bạn đi phần tổng quan về những vấn đề lý thuyết cơ bản liên quan tới hoạt động mà bán hàng cá nhân. Chúng ta đang đứng ở góc độ là chúng ta bán hàng trực tiếp hay nói khác đây là bán hàng hóa lẻ đó. Thì trong khi lớp các bạn lắng nghe và có đặt câu hỏi thảo luận gì đối với nhóm trình bày thì cô tổng kết sơ lại những cái nội dung mà nhóm đã đưa ra đúng không ạ? Tức là nhóm cũng đã đi tìm hiểu về cái khái niệm, cái bản chất và phân biệt được hai cái quá trình bán hàng theo kiểu cũ và kiểu mới đúng không ạ? Rồi
trình bày những cái bước bán hàng cơ bản. Thì ở trong cái nội dung mà những bước bán hàng cơ bản này là những cái nội dung cốt yếu, nó liên quan trực tiếp tới việc là chúng ta thực hành nghề nghiệp như thế nào. Đó là liên quan tới cái việc là mình đi ra mình bán hàng, mình gặp khách hàng, mình phải trả lời thắc mắc, hoặc là chúng ta phải đối phó với những cái câu hỏi cụ thể, chúng ta sử dụng những kỹ thuật, những cái lời lẽ như thế nào. Tuy nhiên là chủ yếu là các bạn cũng trình bày ở cái góc độ là lý thuyết ha. Bạn Ngọc Quỳnh này thì có trình bày thêm một vài những cái ví dụ rất là tốt đối với cái phần lý thuyết đó. Còn hầu hết là chúng ta đã nắm được những cái vấn đề về lý thuyết rồi. Trình bày chào bán, rồi kết thúc bán hàng, theo dõi sau khi bán, vân vân. Bây giờ các bạn trong lớp có đặt câu hỏi gì cho nhóm không ạ? Hoặc là có thể đưa ra một cái tình huống gì đó để chúng ta cùng thảo luận về bán hàng cá nhân, kinh nghiệm khi mà các bạn đi mua sắm, hoặc là các bạn đã gặp phải như thế nào đó, để chúng ta có thể là cùng thảo luận ở góc độ về kinh nghiệm thực tế của các bạn, hoặc là có thể trao đổi những cái vấn đề mà nhóm trình bày mà chưa rõ hay như thế nào đó, thì các bạn có thể đặt câu hỏi ha. Nếu như các bạn có câu hỏi gì hoặc là có cái vấn đề gì thì các bạn có thể hỏi nhóm ở cái ô trò chuyện nha các bạn nha. Và cái phần tiếp theo á, thì cô sẽ trình bày thêm cho các bạn một số những cái kiến thức liên quan tới cái nội dung bán hàng cá nhân, hay còn gọi là hướng dẫn thực hành bán lẻ. Các bạn thấy là những cái mô hình gọi là bán hàng bán lẻ trên thị trường là một cái mô hình rất là đa dạng, đúng không ạ? Nó diễn ra ở nhiều các cái hình thức khác nhau, ở mỗi một cái lĩnh vực kinh doanh khác nhau thì hình thức nó sẽ khác nhau, và cái góc độ chăm sóc phục vụ khách hàng, tương tác với khách hàng nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là các bạn đi mua hàng tại những cái quán tạp hóa thôi, thì các bạn cái quá trình tương tác nó diễn ra rất là đơn giản, và thậm chí cái người bán hàng họ cũng không cần phải tìm hiểu rõ cái nhu cầu khách hàng hoặc là theo dõi cái quá trình mua của khách hàng nhiều, đúng không ạ? Bởi vì những cái mặt hàng mà các bạn mua ở những cái địa điểm đó là những cái mặt hàng gọi là đã tiêu chuẩn hóa rồi, tức là những cái mặt hàng mà các bạn đã am hiểu về nó và không cần phải tư vấn nhiều, và các bạn phát sinh nhu cầu gọi là những cái sản phẩm thiết yếu thì các bạn cần nhu cầu và các bạn mua thôi, chứ các bạn không có phải tham gia quá nhiều vào trong cái quá trình mà mua hàng ở tại địa điểm đó. Ngoài ra thì có những cái hình thức bán hàng khác, ví dụ như các bạn mua những cái món hàng nó quan trọng hơn, nó đắt tiền hơn, hoặc là nó đóng một cái vai trò quan trọng ở trong cuộc sống mà các bạn chú tâm, các bạn bỏ nhiều công sức vào trong cái cuộc mua hàng của các bạn, thì rõ ràng là cái sự tương tác giữa khách hàng và người mua nó sẽ nhiều hơn, đúng không ạ? Và cái việc mà các bạn tìm hiểu các cái thông tin và các bạn tìm hiểu những cái điểm bán hàng, những cái sản phẩm cùng một cái sản phẩm nhưng mà ở nhiều thương hiệu khác nhau nó cũng sẽ nhiều hơn, thì cái điều đó sẽ tạo ra một cái thách thức cho người bán hàng nó cao hơn trong cái việc là phải tư vấn thuyết phục được khách hàng nó mua cái sản phẩm của mình hoặc là ở nơi mình bán hàng. Thì ở trong chương này cô sẽ đúc kết lại cho các bạn một số những cái nội dung và dẫn theo đó là một số những cái ví dụ để mà chúng ta có thể nắm thêm được cái quy trình bán hàng và chúng ta nên áp dụng những cái kỹ thuật như thế nào. Thật ra thì khi mà các bạn đọc tài liệu lý thuyết về kỹ thuật bán hàng cá nhân á, thì các bạn đọc thì các bạn thấy là họ cũng đưa ra những cái công thức, họ cũng đưa ra những cái quy trình, đúng không ạ? Tuy nhiên là khi các bạn đọc như vậy nó chỉ ở cái góc độ về lý thuyết thôi. Còn ra khi mà các bạn bán hàng ở thực tế đó, thì đây là một cái nghề cũng như là một cái môn học mà nó mang cái tính gọi là tư duy nhiều, đúng không ạ? Tư duy nhiều và nó mang cái tính cách cá nhân, cái sự xử lý khôn khéo và cái sự để ý của mỗi người ở trong đó khi mà chúng ta thực hành bán lẻ.
dựa trên những cái nguyên tắc, những cái kỹ thuật về lý thuyết đó. Vậy thì nó là một quy trình và một cái nghề khó chứ không phải là dễ, đúng không? Không phải là mình ra mình khách hàng hỏi cái gì mình trả lời cái đó được. Như hồi nãy mà các bạn nêu ra các cái cách mà để mà chúng ta bán hàng đó, thì các bạn thấy là trình bày chào bán, đúng không? Học thuộc lòng hoặc là theo một cái quy trình nào đó của công ty thì nó dễ rồi, đúng không ạ? Chào hỏi, hỏi cần gì, khách hàng không cần gì thì thôi. Nhưng mà cái phương pháp và mà các bạn chào hàng dựa vào nhu cầu hoặc là chào hàng hỗn hợp thì chúng ta phải có cái kỹ năng hiểu khách hàng, thấu hiểu khách hàng. Như lúc nãy đó các bạn có trình bày đó, các bạn cũng đã thấy được là cái tầm quan trọng của việc chúng ta nắm được cái thông tin của khách hàng. Chúng ta phải hiểu, chúng ta phải biết được cái thông tin của khách hàng để làm gì ạ? Để ngay từ cái lần gặp, cái lần chào hàng đầu tiên thì các bạn phải gây ấn tượng với họ rồi. Bởi vì cái ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng ở trong tất cả các tình huống, và ở trong kinh doanh thì nó cũng không thể nào mà nó thoát khỏi. Ví dụ như là các bạn đi coi mắt ra, các bạn đi làm mai làm mối, bởi vì giờ học qua năm thứ ba, năm thứ tư rồi mà ế quá chưa có người yêu đi, đi mai mối gì đó, đi gặp mà ai đó được mai mối cho các bạn thì cái ấn tượng đầu tiên mà các bạn nhớ, các bạn nghĩ về cái người đó rất là quan trọng. Ví dụ ra lần đầu tiên gặp một anh chàng hoặc là một cô nàng rất là xinh xắn, rất là dễ thương, nói chung là khí chất người người, đúng không ạ? Và 30 giây đầu tiên các bạn nhìn vào tự nhiên nó tạo cho các bạn một ấn tượng là được đây, đúng không ạ? Rồi một cái trường hợp khác là sao ạ? Cũng cái ấn tượng đầu tiên, mặc dù là cái người mà các bạn gặp đó có thể là ngày hôm đó là vì đi làm về trễ, vì bị mắc mưa, hoặc là vì một cái vấn đề gì đó mà gọi là thần thần thái nó không được tốt cho lắm, đúng không ạ? Thì khi mà các bạn gặp vào cái lần đầu tiên như vậy là các bạn về đó, các bạn chỉ không được, đúng không ạ? Và các bạn nghĩ rằng họ không được, hoặc là trong cái buổi gặp đầu tiên đó lỡ như họ thể hiện một cái điều gì đó, thể hiện một cái điều gì đó rồi mà các bạn cảm thấy là không phải là cái điều, tức là chạm vào cái điều mà các bạn kiêng kỵ hoặc là các bạn không thích, thì ngay lập tức gì ạ, các bạn sẽ không cho họ cơ hội nữa. Vậy thì ở đây cô muốn nói tới cái vấn đề là gì ạ? Hãy tạo cái ấn tượng đầu tiên nó tốt nhất có thể. Vậy thì để tạo được cái ấn tượng đầu tiên tốt nhất á, thì các bạn phải lưu ý tới tất cả mọi thứ ở liên quan tới cái quá trình bán hàng của mình. Ví dụ như không những là phải hiểu biết được khách hàng, không những là phải am hiểu về sản phẩm để tư vấn cho họ, không những là cửa hàng của mình phải trình bày đẹp đẽ sạch sẽ không có khói bụi, mà các bạn còn phải chú ý tới gì ạ? Cái bản thân của người đi bán hàng, tức hình ảnh của người đi bán hàng nữa, đó là khi mà các bạn xuất hiện như thế nào. Cho nên là các bạn thấy là các công ty người ta đưa ra cái phương thức chào hàng hỗn hợp đó, tức là người ta kết hợp giữa cái học thuộc lòng và cái linh động, là cái người bán hàng phải theo một cái quy trình nào đó đúng không ạ? Cộng thêm với cái việc là chúng ta phải tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tại sao lại phải đưa ra như vậy? Bởi vì để hạn chế cái vấn đề là nhân viên bán hàng quá xề xòa, quá qua loa, không để ý tới cái việc tạo ấn tượng trong cái lần gặp khách hàng. Cô lấy ví dụ như là khi các bạn mở cửa, các bạn bước vô thì nhân viên bán hàng phải đứng rồi, đúng không? Phải đứng rồi, rồi phải chào các bạn rồi, để các bạn được rằng à ở đây có đứa bán hàng, đúng không? Có người chào đón mình. Chứ các bạn mở cửa, các bạn bước vô không thấy ai hết trơn, hoặc là nhân viên bán hàng ngồi bấm điện thoại, hoặc nhân viên bán hàng đang ngồi sổ sách, hoặc nhân viên bán hàng đang ngồi trên máy vi tính gì đó và không có chú ý tới các bạn và không có chào hỏi các bạn, thì tự dưng các bạn cái gì, cái cửa hàng nó cũng mất đi cái hình ảnh, cái ấn tượng đầu tiên khi mà khách hàng bước chân vào, có đúng không ạ? Thì một số công ty người ta quy định là phải có đồng phục nè, thậm chí ví dụ như P&G chẳng hạn, người ta quy định nhân viên bán hàng ở trong cửa hàng P&G là không được ngồi, không được ngồi, không được sử dụng điện thoại trong suốt cái quá trình mà làm việc chẳng hạn. Rồi là khi khách hàng vào thì phải đứng, rồi phải theo dõi, phải quan sát khách hàng, thậm chí là đưa ra những cái lời chào mở đầu, tức là chào theo một cái phong cách riêng của công ty để mà xây dựng thương hiệu, để mà gây ấn tượng với khách hàng. Vậy thì khi mà các bạn đi bán hàng chẳng hạn thì các bạn cũng phải lưu ý tới gì ạ? Tới cái hình ảnh cá nhân của bản thân mình, ví dụ như là đầu tóc có gọn gàng sạch sẽ hay không, ví dụ như là con gái thì phải nên trang điểm nhẹ
nhẹ nhàng, đúng không ạ? Tại vì là cái ngoại hình cũng rất là quan trọng trong cái việc là gây ấn tượng với khách hàng, rồi là quần áo, đồng phục, mùi hương cơ thể, đúng không ạ? Các bạn học giao tiếp trong kinh doanh cũng như là những cái vấn đề về giao tiếp thì các bạn cũng biết được những cái yếu tố gọi là phi ngôn ngữ nó sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào tới cái cảm nhận của đối phương rồi, đúng không ạ? À, vậy thì chúng ta phải lưu ý tới những cái vấn đề đó nữa. À, rồi là à, ví dụ nhân viên bán hàng lúc nào cũng phải tươi vui, đúng không ạ? Mở một cái nụ cười niềm nở, lúc không phải là lúc nào chúng ta cũng nghiến răng là chúng ta cười một cách giả tạo, đúng không ạ? Nhưng mà khi khách hàng vào thì chúng ta phải phải cười một cách niềm nở để mà khách hàng cảm thấy là có một được một cái bầu không khí thân thiện. À, đó là cái đầu tiên, cái ấn tượng đầu tiên mà rất là quan trọng đối với nhân viên bán hàng cũng vậy. Bởi vì trong cái thống kê mà lý do mà khách hàng khước từ không mua hàng ở chỗ của mình, ví dụ như là mình chào hàng nhưng mà họ không đồng ý mua, họ nói là bây giờ họ chưa cần, nhưng mà thực tế là họ không thích người bán hàng, đúng không? Không thích sản phẩm là một phần, nữa còn không thích người bán hàng nữa kia. À, cho nên là các bạn thấy là chúng ta cũng phải lưu ý tới cái vấn đề đó, để mà 30 giây xuất hiện đầu tiên đó nó phải gây một ý ấn tượng gì đó ở trong mắt khách hàng. À, thì các bạn thấy là bán hàng trực tiếp cho khách hàng là một nghề khó chứ không phải là dễ, đúng không ạ? Và ở đây đã có một cái hình vui thôi ha, để mà các bạn thấy được là cái khó khăn như thế nào khi bán hàng, và chúng ta thấy được cái vị thế của người bán hàng, đúng không ạ? Và cái vị thế của khách hàng là thượng đế. Các bạn sẽ thấy được là gì ạ? Chúng ta phải kiên trì chào hàng rất nhiều lần. Vậy thì cái 4B ở trong marketing ở đây là cái gì ạ? Please, 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 please. Đúng không? Chứ không phải là 4 cái B kia nữa. À, đây là một cái hình ảnh vui thôi, nhưng mà nó cho thấy một cái thực tế ở trong bán hàng mà chúng ta phải cực kỳ khéo léo, ta phải cực kỳ chiều chuộng khách hàng, và chúng ta phải cực kỳ kiên trì. À, như lúc nãy bạn bạn phi trình bày, đúng không? Chúng ta phải có cái sự kiên trì, bởi vì khi mà chúng ta chào hàng như vậy cái tỷ lệ 20% là cao rồi đó. Bây giờ nó cạnh tranh nhiều, và cái điểm tiếp xúc của khách hàng đối với doanh nghiệp nó rộng, nó không phải là những cái điểm bán hàng trực tiếp nữa, mà nó ở rất nhiều các cái hình thức khác nhau, bởi vì cái sự phát triển của công nghệ số như hôm bữa chúng ta trao đổi rồi, đúng không ạ? Thì cái sự lựa chọn của khách hàng nó còn nhiều hơn nữa, và cái hành vi của khách hàng nó bị tác động bởi rất nhiều yếu tố hơn nữa, chứ không phải là chỉ dựa vào cái sự tư vấn, cái sự nhiệt tình của nhân viên bán hàng mà mình mua hàng. Đó, cho nên là cái tỷ lệ convert giữa khách hàng mục tiêu thành khách hàng active nó còn thấp hơn cái tỷ lệ 20% nữa, thậm chí là chưa được 10%. Do đó là chúng ta thấy là nó khó khăn hơn, do đó chúng ta phải lưu ý hơn trong cái quá trình phục vụ khách hàng. À, chúng ta phải có một cái sự linh động, đúng không ạ? Chúng ta phải có một cái sự linh động, thấu hiểu và nhìn được khách hàng. Do đó là thường là các bạn thấy là gì, đi bán hàng á, còn phải có cái kỹ thuật nhìn người, đúng không? Mình nhìn, mình đoán được cái tâm lý của họ như thế nào, đó mới là cái khó, đúng không? Rồi mình xem cái hành vi của họ như thế nào để mình đưa ra cái tương tác phù hợp. Ví dụ như là các bạn bước vào cửa hàng, đúng không? Nhưng mà có nhiều người á thì họ thích đó là họ tự họ đi coi hàng. Thôi ví dụ như là bản thân của cô chẳng hạn, khi mà cô đi mua hàng là cô rất là không thích người nhân viên bán hàng cứ lẻo đẻo đi theo sau lưng để quan sát, hoặc là cứ hở hở tí tí là chị muốn xem cái này hả chị, để em tư vấn cho chị á, xong mình vừa thò kia chị ơi cái này là cái là cô không thích cái đó, là thường là đi chỗ khác mua. À, nhưng mà có người á thì ngược lại, họ lại thích tìm hiểu và họ thích coi rất là nhiều thứ như vậy, thì cái đó nó sẽ dựa vào cái phong cách mua hàng của từng người. Vậy thì chúng ta phải nắm được cái phong cách mua hàng của họ nữa, rất là nhiều thứ ở trong đó. Vậy thì ở trong cái chương này cô sẽ cố gắng nói cho các bạn một vài thứ nó liên quan tới cái việc làm thế nào để chúng ta có thể bán hàng một cách hiệu quả hơn ha. Thì ở trong chương này cô sẽ trình bày cho các bạn một số những cái vấn đề liên quan chính. Thứ nhất đó là phong cách mua hàng của khách hàng. Chúng ta phải quan sát và đoán xem khách hàng của chúng ta thuộc cái loại nào để chúng ta có thể đưa, tức là các bạn đang làm gì đó, các bạn đang phân loại khách hàng đó, nhưng mà phân loại khách hàng một cách ngắn hạn thôi, và gọi là theo những cái thời điểm, đúng không, gọi là đột xuất đó.
tức là có khách hàng vô là mình phải gì ạ, mình phải tìm ra được, phân loại được, xem thử là khách hàng này họ có phong cách mua hàng như thế nào, để mình đưa ra những cái lời tư vấn, hoặc là mình sẽ đưa ra những cái hành vi của mình để tương tác với họ như thế nào để dẫn tới một cái hiệu quả cao. Một số những cái điểm lưu ý khi mà chúng ta khám phá nhu cầu khách hàng, bởi vì hiện nay thì chúng ta đang hướng tới cái việc là bán hàng hiện đại, đúng không ạ? Và khách hàng mua hàng thì là mua lợi ích của sản phẩm, và để cả hai bên cùng thắng và duy trì mối quan hệ lâu dài, chứ không phải là chúng ta nã súng liên thanh, xong kề dao vô cổ, kề súng vô cổ, xong đặt phịch cái bịch hàng vô tay họ, kêu nè đem về đi, đưa tiền để tôi, đúng không ạ? Đó, do đó là chúng ta phải khám phá nhu cầu khách hàng để đáp ứng đúng cái nhu cầu đó thì lần sau họ mới quay lại, chứ không thôi là lần sau họ đi luôn rồi. Một số những cái vấn đề phát sinh, những cái lưu ý mà chúng ta có thể lưu ý trong các cái giai đoạn bán hàng quan trọng, ví dụ như là gây ấn tượng nè, lời chào mở đầu, lời chào hàng mở đầu như thế nào, rồi các cái giai đoạn á, trình bày giới thiệu sản phẩm thì cô gom chung lại thành giới thiệu sản phẩm ha. Thì ví dụ như là trình bày chào bán như thế nào này, đặt câu hỏi là làm sao, lắng nghe cái phản hồi khách hàng như thế nào, rồi là đối phó với những cái phản những cái khước từ của khách hàng ra làm sao, để mà chúng ta có thể cố gắng chốt deal được với khách hàng. Rồi khi kết thúc bán hàng thì thông thường thì nó sẽ sinh ra những cái vấn đề gì mà chúng ta cần phải lưu ý, và thực hiện dịch vụ hậu mãi, theo dõi sau bán hàng, và chúng ta gọi là tranh thủ cái mối quan hệ đó để mà chúng ta gọi là chào hàng thử, chào chào thêm những cái món hàng mới như thế nào. Thì đó là nội dung mà cô muốn trình bày cho các bạn trong cái chương ngày hôm nay. Về lý thuyết thì là chương 1 và chương 2 đã trình bày rồi, thì các nhóm ở trong lớp đó, để mà chúng ta học hiệu quả đó, thì các nhóm share với nhau những cái tài liệu và những cái bài mà các bạn trình bày, ví dụ như nhóm 1 và nhóm 2 trình bày chương 3, rồi các nhóm trình bày chương 4, chương 5, chương 6 đó, thì chúng ta sẽ share những cái bài và những cái tài liệu mà các nhóm tìm được cho các nhóm khác ở trong lớp, để các bạn lấy cái đó làm cái tài liệu tham khảo để học luôn nha. Như vậy thì các bạn sẽ tận dụng được cái nội dung cũng như là cái thời gian, thay vì các bạn tự đi tìm hết từng đó nội dung thì nó sẽ không hiệu quả. Cô phân cho các nhóm rồi thì các nhóm tập trung vào những cái nội dung riêng biệt thôi, thì lớp sẽ share với nhau những cái tài liệu đó ha. Đồng thời nhắc lại là các nhóm sau khi mà các bạn trình bày đó, thì cũng gửi gửi email lại cho cô cái bài để mà cô làm cái minh chứng để sau này tính điểm mà quá trình cho các bạn nữa ha. Cô sẽ tạo một cái mục đấy ha, cô sẽ tạo một cái mục nộp bài ở trên LMS để chúng ta nộp ở trên đó luôn cho dễ, nộp theo nhóm. Rồi, như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ phân loại khách hàng. Vậy thì khi có một khách hàng đi tới mua hàng hoặc bước chân vào cửa hàng, các bạn gặp khách hàng thì chúng ta sẽ có ba loại, đúng không? Ba loại ở đây. Loại thứ nhất là khách hàng do dự. Những khách hàng do dự này là thế, rồi loại thứ hai là khách hàng thờ ơ bàng quan, và loại thứ ba là loại khách hàng quyết đoán. Rồi các bạn thấy cái tên của phân loại ở đây nè, do dự rồi thờ ơ rồi quyết đoán. Vậy thì các bạn, theo các bạn đó, thì cái nhóm nào là các bạn khó bán hàng nhất và khó được tâm lý khách hàng nhất, nhóm nào ạ? Các bạn thử suy nghĩ và trả lời giúp cho cô xem thử là ba nhóm này thì theo các bạn là nhóm nào là các bạn khó theo đuổi khách hàng nhất. Các bạn nào trả lời được không ạ? Các bạn thử suy nghĩ xem thử là khách hàng loại do dự thì cái đặc tính của họ là cái gì, đúng không? Thờ ơ bàng quan thì sao, và quyết đoán thì như thế nào? Tại vì các bạn phải đoán được ha, các bạn phải đoán được và các bạn phải phân loại được. Có thể là nó không chính xác, nhưng mà nó các bạn phải phác họa sơ sơ được cái chân dung của họ để mà chúng ta đưa ra được cái sự cố gắng theo đuổi khách hàng, cũng như là cái phản ứng tương tác của chúng ta đối với loại khách hàng nó như thế nào. Rồi bạn nào phát biểu này, mời mời bạn Bích Ngọc. Giả sử cô thì theo em là
khách hàng hàng mà loại do dự thì thường người ta sẽ không tự quyết định và thường mà đi theo bạn bè hay là người thân đó. Nên là em nghĩ là thông thường thì mình nên thuyết phục những người đi chung với những người đó để kiểu tác động vào người đi kèm đó cô, thì tạo áp lực để thuyết phục được khách hàng của mình nhiều hơn. Rồi, cảm ơn Ngọc ha. Có bạn nào có ý kiến gì nữa không? Rồi Bích Ngọc. Cô đang mở cái bảng ra để cô cộng điểm này không thôi là quên mất. Hồi nãy là Bùi Thị Bích Dạ, Ngọc Bùi hay Thị Bích Nguyễn Thị Ngọc Bích Ngọc phát biểu vậy ta? cô. Dạ, Bùi Thị Bích Ngọc Bùi ạ. hả? À rồi. Chăm chỉ cộng điểm đúng không? Có giáo viên nào chăm chỉ cộng điểm như cô mấy đứa. Rồi nhóm thơ Bàng Quang đúng không? Giang Linh trả lời tương đối chính xác rồi nè. Thì các bạn sẽ thấy nè, cái loại mà loại khách hàng của chúng ta đó, khi mà nó ở họ cái nhóm mà do dự đó thì là họ cũng chưa biết là họ nên mua cái gì đúng không? Và cái nhóm này các bạn rất dễ bị tác động đúng không? Tác động bởi ai ạ? Tác động bởi những người đi chung, nếu như họ đi chung tác động bởi những cái thông tin khác ở bên ngoài, thậm chí là tác động bởi người nhân viên bán hàng nữa. Cho nên nếu như chúng ta nắm được cái tâm lý của cái nhóm khách hàng do dự này và chúng ta đi đúng hướng tìm hiểu nhu cầu của họ và tác động đúng hướng, gọi là khách hàng dễ dụ á, đúng không? Mặc dù là họ do dự không biết cái nào, cũng không rõ cái gì, nhưng mà nếu như mình có cái kỹ thuật đánh vào á, thì mình sẽ rất là dễ bán hàng cho cái loại này. Còn loại khách hàng quyết đoán á, thì nếu như mình có sản phẩm họ cần á, thì mình bán được luôn, mình không cần phải thuyết phục nhiều nữa. Nhưng mà nếu mà mình không có á, không đáp ứng đủ cái nhu cầu cũng như là cái tiêu chí họ đưa ra đó, thị trường họ sẽ không có nghe lời của mình mua cái sản phẩm thay thế đúng không? Thì là một là ăn luôn, còn hai là không ăn được. À, còn cái loại khách hàng thờ ơ bàng quan là loại cái nhóm khách hàng mà thường là gây khó khăn cho mình nhất, tức là mình rất là khó đoán tâm lý. Bởi vì ví dụ khách hàng lại quyết đoán này, cô tới cô hỏi là em có bán cái loại này không, bán chị chục cái đúng không, và có thì là mua luôn, nếu không có không mua, đó là loại quyết đoán. Còn khách hàng do dự là sẽ tới hỏi rất là nhiều: em ơi cái máy này nó là sao vậy, em cái máy này nó khác cái máy này sao, ủa sao chị thấy nó giống nhau mà sao giá nó khác nhau vậy em, sao hai cái mẫu này giống nhau mà mã khác nhau, tư vấn dùm chị này tư vấn dùm chị kia, ủa chị thấy trên mạng khen cái này dữ lắm này mà sao cái này nó, tức là đặt ra rất nhiều các câu hỏi đúng không ạ, và họ muốn muốn có được một lượng thông tin rất là nhiều và kết thúc bán hàng cũng cực kỳ khó luôn, bởi vì họ do dự. Nhưng mà nếu như chúng ta nắm được cái tâm lý của họ và tác động được vào, dẫn họ đi theo đúng cái hướng mà mình muốn đúng không ạ, và phục vụ được nhu cầu của họ thì họ sẽ chốt deal. Còn cái nhóm khách hàng thờ ơ bàng quan thì họ rất ít thể hiện ra bên ngoài, tức là họ mình cũng không biết họ quan tâm tới yếu tố nào nữa. Cô lấy ví dụ như ha, vào họ và khó đoán được, họ đi coi ví dụ như mình im lặng mình quan sát chẳng hạn, cũng không không phát hiện ra được điều gì đúng không, cũng không quan tâm tới một cái gì quá và cũng không hỏi quá nhiều các cái thông tin. Rồi là khi mình tư vấn á, thì họ cũng không hỏi gì nhiều và họ cũng không tiết lộ được những cái thông tin nào để mà mình có thể đoán được họ đang cần cái gì hoặc là tâm lý họ như thế nào cả. Thì cái nhóm khách hàng thờ ơ bàng quan này là nhóm khách hàng khó nhất để mà nắm được cái tâm lý của họ để mà đưa ra được gọi là cái chính sách bán hàng mini của các bạn trong một trong trong một cái giai đoạn để tiếp cận với khách hàng, nó cực kỳ khó. Đó, do đó là chúng ta phải phải phân loại được để mà chúng ta có cái cách tiếp cận nó phù hợp. Ví dụ như là cái nhóm khách hàng thờ ơ bàng quan này thường đó là họ không có thích mình đu theo mình hỏi tùm lum đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải quan sát và luôn sẵn sàng khi họ cần, nếu như khi họ cần là mình phải có để mà mình quan sát, hoặc là khi mà mình quan sát cảm thấy là họ quan tâm tới một cái nào đó hoặc là mình đoán được một cái gì đó thì mình có thể mở lời để mà tiếp tục cái thương vụ bán hàng, tức là tiếp tục tham gia vào trong cái thương vụ bán hàng đó để thuyết phục họ mua hàng. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải phân loại khách hàng. Cái tiếp theo thì các bạn thấy là chúng ta cũng quan tâm tới cái tác phong mua sắm. Đúng không?
Ví dụ như là có những loại khách hàng họ thích im lặng và quan sát thôi. Tức là họ đi vào họ coi đó nhưng họ cũng không hỏi gì. Thì im lặng quan sát này sẽ thuộc nhóm khách hàng nào ạ? Thuộc nhóm khách hàng thờ ơ bàng quan này, đúng không ạ? Rồi, có vẻ vội vã này thì thường là họ sẽ thuộc vào cái nhóm là khách hàng quyết đoán. Tức là không phải là họ vội là vì họ không có thời gian, nhưng mà cái cách thể hiện của họ thường là họ vô họ bục vô luôn, họ hỏi là có cái đó hay không, hay cho tôi coi cái này, và hỏi 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 và nếu được thì xong. Tức là họ không có thích dây dưa nhiều, xem xét nhiều, hay là hỏi cái này hỏi cái kia nhiều, không thích cái điều đó. Và cái nhóm mà thờ ơ bàng quan á, thì họ sẽ thể hiện ra là thường là họ thích trò chuyện thăm hỏi, hỏi cái này hỏi cái kia để có thể biết nhiều hơn, hoặc là tỏ vẻ nghi ngờ một số những cái thông điệp, những cái thông tin gì đó, có thể là chủ quan họ đưa ra, nghe nói hoặc là anh nghe nói là cái này không tốt, hoặc là thấy review trên mạng cái này tốt nhiều mà tại sao cửa hàng của em không bán, rồi có vẻ nghi ngờ cái lời tư vấn của nhân viên bán hàng vân vân. Đó, thì chúng ta phải có những cái cách để mà chúng ta đối phó với những khách hàng này. Do đó cái vấn đề mà chúng ta nhận diện ra được cái nhóm khách hàng nào và cái tác phong mua sắm của họ như thế nào đó thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể căn cứ vào cái tác phong mua sắm để mà phân loại khách hàng. Rồi khi mà chúng ta bắt đầu một cái thương vụ bán hàng đó thì cái tỷ lệ thất bại như hồi nãy chúng ta nói nó rất là cao. Như vậy thì cái nguyên nhân thất bại khi mà chúng ta lôi cuốn khách hàng, chúng ta lôi khách hàng vào trong cái thương vụ đó, nó chủ yếu được thống kê ở dưới các cái lý do sau đây. Thứ nhất là thái độ phục vụ không tốt. Cho nên các bạn thấy là ở trong bán hàng hiện nay đó, các cái doanh nghiệp người ta rất là quan trọng về dịch vụ, tức là nhân viên bán hàng. Ví dụ như các bạn đi một cái quán cà phê thôi, đúng không ạ? Nhưng ví dụ như Highland này, hoặc là Starbucks này. Rồi ví dụ như là McDonald's này, đúng không ạ? Họ có cái họ đào tạo một cái đội ngũ nhân viên rất là tốt về cái thái độ phục vụ, thì đây cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng để mà giữ chân và thu hút khách hàng. Thì nó là cái vấn đề mà tạo cái ấn tượng cho khách hàng hồi nãy đó các bạn. Cái này nó không liên quan tới chất lượng sản phẩm hoặc là chất lượng dịch vụ hoặc là giá cả gì cả, đúng không ạ? Đó là cái phần phần phi vật chất á, nhưng mà nó rất là quan trọng. Do đó là cái thái độ phục vụ, cái sự niềm nở, cái sự tận tâm của nhân viên bán hàng rất là quan trọng. Hiện nay thì khi mà cái công nghệ nó phát triển và cái điểm tiếp tiếp xúc của khách hàng nó nhiều như vậy, về thông tin, rồi là về cái sự truyền miệng, về những cái kinh nghiệm sử dụng sản phẩm, thì các bạn thấy là không phải là chúng ta cạnh tranh trên cái góc độ là chất lượng sản phẩm hay là giá cả nữa, mà khách hàng còn phải dựa vào rất nhiều các cái yếu tố khác. Ví dụ như là ở Đà Lạt của chúng ta thì có ví dụ như là điện máy xanh, đúng không ạ? Và điện máy Chợ Lớn Nguyễn Kim thì nó cũng mới đây thôi, và cô thấy bên Nguyễn Kim thì thường là cũng cũng không khách hàng không không có, người ta không có chuộng mua sắm lắm bên Nguyễn Kim. Thì đối với điện máy xanh và điện máy Chợ Lớn thì các bạn thấy là điện máy xanh họ xây dựng cái phong cách phục vụ khách hàng, tức là cái dịch vụ khách hàng, cái tương tác giữa nhân viên và khách hàng cực kỳ tốt, tức là yếu tố về dịch vụ cực kỳ tốt, kể cả là chào đón khách hàng, tư vấn cho khách hàng, rồi là cái sự am hiểu, sự nhiệt tình trong quá trình tư vấn cũng như trong quá trình sau bán hàng, nó cực kỳ là hiệu quả. Cho nên là giá của bên điện máy Chợ Lớn lúc nào cũng rẻ hơn, đúng không ạ? Bởi vì đó là cái chiến lược cạnh tranh thôi, bởi vì là cái vấn đề về thái độ phục vụ bên điện máy Chợ Lớn không bằng với bên điện máy xanh. Do đó cái thái độ phục vụ cũng rất là quan trọng ở trong cái môi trường kinh doanh hiện nay. Rồi cái nhóm thứ hai đó là không biết cách đối phó với sự khước từ của khách hàng. Và đây là một cái điều rất khó, đúng không ạ? Giờ khách hàng không mua phải làm sao? Như kia mà giờ chờ chị chưa cần, hay là thôi để lần sau, cái này chị không hợp, vân vân, đúng không? Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để đối phó với cái sự khước từ đó, cái sự từ chối mua cái sản phẩm đó, hoặc là chúng ta phải biết cái cách chuyển đổi từ cái việc là chúng ta không có cái sản phẩm đó để phục vụ khách hàng, có cái sản phẩm thay thế khác thôi. Ví dụ như là các bạn thấy là hiện nay khi mà các cái trung tâm điện máy người ta kinh doanh đó, thì người ta cũng lấy hàng theo
các cái nhóm thương hiệu, ví dụ như là cũng cạnh tranh với nhau, ví dụ như là cửa hàng bên công ty A thì lấy hàng của các cái nhóm thương hiệu nào đó, và bên công ty B thì lấy độc quyền của các nhóm thương hiệu đó. Cho nên là ví dụ như các bạn muốn mua Philips, hãng Philips, nhưng mà vô đây nó không có, thì bây giờ các bạn phải chuyển đổi cái nhu cầu khách hàng từ cái Philips sang cái Panasonic chẳng hạn, đúng không? Vậy thì chúng ta phải biết cách đối phó và dẫn dắt khách hàng sang một cái giải pháp khác, cũng là một cái vấn đề. Thứ hai là cái vấn đề khước từ về giá, tức là khách hàng sẽ rất là phân vân về giá, bởi vì giá là một cái yếu tố nó tác động lớn tới việc khách hàng có mua dùng sản phẩm hay là không. Và lúc nào khách hàng cũng nghĩ rằng giá mắc hết á, lúc nào khách hàng, tại vì tự dưng mình phải bỏ tiền mình ra mà, đúng không các bạn? Cho nên lúc nào mình cũng thấy nó mắc hết đó, không bao giờ thấy rẻ, thì mất tiền mà. Do đó là chúng ta phải làm như thế nào đó để mà cân bằng được cái giá của khách hàng mà phải bỏ ra với lại là cái chất lượng sản phẩm phải bù lại. Và chúng ta để làm được điều này thì chúng ta phải nhớ nằm lòng, đó là khách hàng mua lợi ích của sản phẩm chứ không phải là mua cái bản thân sản phẩm. Chúng ta phải nêu ra những cái lợi ích lâu dài mà khách hàng có được, chứ không phải là chúng ta chỉ chăm hâm vào cái phần cứng của sản phẩm để chúng ta bán. Và một cái yếu tố nữa thất bại để mà chốt deal, đó là cạnh tranh quá nhiều. Khách hàng hiện nay có quá nhiều sự lựa chọn, quá nhiều sự lựa chọn về sản phẩm, quá nhiều sự lựa chọn ở các người bán và các hình thức bán khác nhau. Đơn giản giờ các bạn có thể là mua hàng trực tiếp, lúc nào nó cũng gì, nó cũng mắc hơn so với là mua hàng online. Và cái tâm lý của người tiêu dùng nhiều lúc cũng rất là vui đó các bạn. Ví dụ như là các bạn mua hàng trực tiếp cả cửa hàng, cái máy nó có trị giá là ví dụ như là 2.850.000, đúng không ạ? Rồi các bạn mua hàng online nó chỉ có 2.800.000 thôi, và các bạn thấy là rồi mua hàng online rẻ hơn được 50.000, xong rồi cái máy nó các bạn ship về tốn 100.000 nữa, nhưng mà các bạn không tính tiền ship nó vô đó, bạn vẫn thấy nó rẻ hơn. Nhiều lúc khách hàng bị vậy nữa đó, mà khách hàng không thấy được cái điều đó, chỉ là đơn giản vậy thôi, cũng có thể xảy ra được. Do đó là chúng ta phải biết được những cái nguyên nhân thất bại này để mà chúng ta khắc phục nó, cũng như là đưa ra những cái công thức bán hàng ha, những cái kỹ thuật bán hàng phù hợp đối với những cái ngành nghề, đối với những cái sản phẩm khác nhau. Đó, cho nên cô nói với các bạn là để mà bán hàng được tốt thì bắt buộc, ví dụ như là bây giờ các bạn học hóa tốt, các bạn học toán tốt, đúng không? Thì các bạn chỉ cần học công thức thôi, các bạn ịn vô cái bài toán này, bạn giải cái ruột rồi nó ra. Nhưng mà những cái môn ở trong kinh doanh nó cực kỳ khó, đó là các bạn cần cái lý thuyết, các bạn phải cần cái gì nữa, các bạn phải cần cái kinh nghiệm, các bạn phải cần té lắp quách mấy lần thì các bạn mới khỏe lên được, các bạn mới rút kinh nghiệm được, các bạn mới đối phó tốt được. Chứ không ai mà kêu là ra là em là học giỏi lắm nên là em ra là em bán hàng số dách luôn, là em là chốt đơn nào là ok đơn đó, không bao giờ, đúng không ạ? Phải khóc lên khóc xuống vài lần thì kinh nghiệm mới đầy mình, là gặp khách hàng nào cũng để làm xử cho, có đúng không ạ? Thì đó, chúng ta lưu ý ha, tùy theo mỗi cái sản phẩm, mỗi cái loại hình và mỗi loại khách hàng, mỗi cái thị trường khác nhau, thì chúng ta sẽ dựa trên những cái lưu ý này để chúng ta có thể thiết kế cho mình một cái phong cách bán hàng, một kỹ thuật bán hàng phù hợp. Một số những cái yếu tố ở đây chúng ta chưa đề cập sâu tới cái kỹ thuật nó như thế nào, tuy nhiên là để mà lôi cuốn được khách hàng thì chúng ta phải lưu ý tới những yếu tố sau. Thứ nhất là cách trưng bày sản phẩm. Thì các bạn học ở trong marketing các bạn cũng biết rồi, đúng không ạ? Cái vấn đề để mà chúng ta thu hút khách hàng và tăng cái khả năng nhận diện của thương hiệu sản phẩm lên đó, nó được thể hiện rất là lớn thông qua cái cách trưng bày. Trưng bày này để làm gì? Để thu hút sự chú ý của khách hàng này. Rồi gì nữa các bạn? Để khẳng định cái vị thế của thương hiệu. Ví dụ như là các bạn đi mua những cái món hàng, những cái quần áo mà nó treo hoặc là nó để một đống như vậy nè, các bạn thấy cái giá trị của nó rất là thấp. Mặc dù nó cũng đẹp, nó cũng tốt, nhưng mà các bạn thấy là nó không có giá trị gì nhiều cả. Trong khi một cái áo đó người ta nhặt lên, đúng không ạ? Người ta treo tươm tất lên, hoặc là người ta xếp nó ở trong một cái cửa hàng
trong những cái tủ kính, xong rồi đèn chiếu chiếu, tự nhiên là các bạn thấy nó có giá trị hơn nhiều. Và khi các bạn mặc cái đồ đó lên trên người, các bạn cũng thấy các bạn có giá trị hơn. Đó, như vậy thì, và các bạn thấy là cái cách trưng bày này cũng là một cái yếu tố lôi khách hàng vào ở trong cửa hàng của mình. Bởi vì khi mà các bạn đi vô những cái trung tâm thương mại, hoặc là đơn giản các bạn đi trên một cái tuyến đường, các bạn muốn mua cái gì đó, thì bây giờ các bạn đâu có biết là cái cửa hàng nào là các bạn nên vào đâu, đúng không ạ? Cho nên là các bạn sẽ dựa vào gì? Vào mặt tiền của nó, cái thứ thể hiện của nó show ra bên ngoài để các bạn có thể thấy được, để các bạn chọn, các bạn vào. Ví dụ như các bạn đi trên một cái tuyến đường thôi, các bạn thấy một cái cửa hàng, các bạn đi mua sắm quần áo này, thì các bạn thấy là cái cửa hàng này là rất là sáng sủa này, đúng không? Nhìn vào thì thấy đồ đạc rất là nhiều ở trong đó, rồi vô. Còn đúng không ạ? Còn nếu không thì sao? Một cái cửa hàng mà tối thui, rồi là nhìn thấy có vẻ bụi bặm, nhưng có vẻ cũ kỹ, trong đó nhiều hàng mới như thế nào chăng nữa, thì các bạn cũng có cái suy nghĩ là ok, cửa hàng này chắc không có gì mới, không có gì đẹp, hàng nó không có theo trend, nó không có modern đâu, thôi đừng vô. Đúng không? Như vậy cách trưng bày rất là quan trọng để mà chúng ta thu hút khách hàng, cũng như là tăng cái khả năng nhận diện của khách hàng khi mình đi mua sắm. Ví dụ như là khi các bạn vào ở trong siêu thị chẳng hạn, các bạn muốn đi mua Beer Tiger, đúng không? Các bạn đứng từ xa, các bạn nhìn thấy cái quầy nước giải khát, mà các bạn chỉ nhìn cái đoạn nào mà nó có màu xanh lá cây, các bạn nhào tới là đúng rồi. Các bạn mua Coca-Cola, các bạn nhìn thấy cái nào, khúc nào mà có gì đen đen đỏ đỏ, nhào tới là đúng hay chang rồi. Đúng không? Để nhận diện, tại vì chúng ta phải cái trưng bày. Do đó là các bạn thấy là khi mà chúng ta bán hàng trực tiếp ở trên kênh phân phối á, tại các cái điểm outlet á, các bạn thì cũng có cái chương trình trưng bày cho các cái cửa hàng đó, thì những cái chương trình trưng bày đó thì chúng ta sẽ phải trả tiền cho những cái điểm outlet đó. Ví dụ như các bạn vào trong những hiệu sách chẳng hạn, nó có những cái khu vực, những cái kệ trưng bày bút của Thiên Long, hoặc là vở của Vĩnh Tiến hay gì đó, cái mỗi khu trưng bày trên đó có cái tên thương hiệu vân vân, và lúc nào cũng phải đầy hàng ở trên kệ đó và để ở cái khu vực dễ thấy nhất ở trong cửa hàng, thì mình phải trả tiền cho cái cửa hàng đó về cái tiền trưng bày, ví dụ trả theo quý hoặc là trả theo năm gì đó, một cái khoản tiền nào đó để thực hiện trưng bày, để mà thu hút khách hàng cũng như là tăng cái khả năng nhận diện thương hiệu cho khách hàng. Rồi các bạn phải là cái người am hiểu về sản phẩm, bởi vì khi khách hàng đi mua một sản phẩm thì cái người tư vấn bán hàng rất là quan trọng, các bạn phải tạo được niềm tin cho họ, niềm tin vào sản phẩm. Mà cái người bán hàng không biết gì về sản phẩm hết, sao tin nổi, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là phải am hiểu về sản phẩm, phải tạo niềm tin cho khách hàng. Tạo niềm tin bằng cách nào? Ví dụ như công ty chẳng hạn, người ta bắt nhân, ví dụ như là nhân viên của đi làm cho Samsung, tất cả phải xài điện thoại Samsung, không được xài điện thoại iPhone. Bây giờ tôi đi bán hàng cho Samsung, móc ra cái iPhone xài, ủa kêu điện thoại Samsung xịn sò tốt lắm mà sao xài iPhone vậy, cái đúng không ạ? Mà các bạn tư vấn cho khách hàng thì các bạn phải hiểu về sản phẩm. Khách hàng hỏi hoặc là chúng ta biết được cái điểm mạnh, cái điểm yếu của sản phẩm để mà khách hàng cân bằng được cái giá và cái sản phẩm mà họ mua. Rồi mình phải kiên nhẫn, nhưng mà kiên nhẫn phải thoải mái chứ không phải gồng lên, đúng không? Gồng lên không được, phải tạo cho khách hàng một cái không khí thật là thoải mái. Ví dụ như hồi nãy các bạn có trình bày là gì ạ? Khi mà say hi với khách hàng, chúng ta chào khách hàng, đúng không? Thì ngay từ cái giai đoạn đầu tiên chúng ta cũng phải tạo cho khách hàng một sự thoải mái rồi. Thì ví dụ như là bắt tay, trong trường hợp nào chúng ta bắt tay? Ví dụ các bạn đi gặp một cái đối tác, hoặc là cái văn hóa kinh doanh nào ở một cái khu vực nào đó cần phải bắt tay, đúng không ạ? Còn ví dụ như là ở trong các cái cửa hàng mà tiếp xúc với khách hàng bình thường thì có cần bắt tay hay không? Thì chúng ta phải tạo ra một cái bầu không khí thoải mái và thân thiện, chứ không phải lúc nào bu lại bắt tay ôm hung vậy là nó thân thiện, đúng không ạ? Thì ví dụ như trong những cái cửa hàng thì chúng ta phải tạo một cái khoảng cách nhưng mà vẫn thể hiện được cái sự thoải mái, ví dụ mỉm cười, cười hoặc là thậm chí là gật đầu chào khách hàng, hoặc là nói ra một cái lời chào đơn giản, đúng không? Chào anh chị, chào mừng anh chị tới cái cửa hàng bên em, hoặc là gì đó, đúng không? Mà những cái câu hỏi, câu chào ngắn gọn để khách hàng cảm thấy thoải mái. Đó, rồi là chúng ta phải thể hiện cái sự quan tâm với khách hàng. Thì quan tâm nó như thế nào, nó phụ thuộc vào cái phong cách mua sắm,
nó không phải lúc nào cũng tò đi theo sau lưng. Xong hỏi chút là có cần em tư vấn gì không chị? Chị ơi, để em giới thiệu cho chị cái này. Trời ơi, vậy thì thôi chứ mệt quá đúng không? Lúc nãy thì chúng ta cũng thấy nó là đừng có làm cho khách hàng cảm thấy là bị theo dõi, bị khó chịu và không cảm thấy thoải mái trong quá trình mua sắm. Chúng ta nên là gì, giữ một cái khoảng cách nhưng mà phải quan sát khách hàng, rồi quan sát và nhận biết khách hàng, khi nào khách hàng cần mình phải có liền. Rồi tư vấn cho khách hàng thì sao ạ? Phải quan sát xem khách hàng quan tâm tới cái nào để tư vấn như cái đó, rồi ít gây áp lực cho khách hàng đúng không? Đừng có tạo cho khách hàng cái kiểu mà anh vô cửa hàng tôi là anh phải mua đồ nha, đừng sao không dám vô nữa đúng không? Để cho khách hàng thoải mái, đi vô dạo coi cho đã rồi đi ra cũng được sao hết trơn. Tạo cho, tại vì bây giờ người ta có thể là đi đi nhiều nơi để người ta tham khảo đúng không, và có thể là người ta chọn mua hàng ở một cái nơi có giá cao hơn nhưng mà họ cảm thấy thoải mái hơn đúng không, nên chúng ta phải phải nắm được những vấn đề này ha. Khi mà chúng ta khám phá nhu cầu khách hàng trong cái quá trình mà các bạn chào bán, để khám phá nhu cầu khách hàng khi mà chúng ta chào khách hàng rồi đó đúng không ạ, thì vấn đề để mà chúng ta khám phá ra nhu cầu khách hàng nó rất là quan trọng, thì chúng ta phải có cái kỹ thuật lắng nghe và quan sát. Ví dụ như là các bạn đọc qua cái ví dụ này thì các bạn thử suy nghĩ thêm thử là cái người bán hàng này có bán được hàng cho người khách hàng này không ạ? Một cái tình huống các bạn đọc rồi các bạn thử suy nghĩ xem thử là có bán được hàng hay không, mà nếu như không bán được hàng thì sao, và có bán được hàng thì vì lý do gì, đó là cái kỹ thuật đặt câu hỏi và cái quá trình khám phá nhu cầu khách hàng này nó diễn ra như thế nào đúng không ạ. Sau khi giải lao vào thì chúng ta sẽ trả lời cho cái câu hỏi này và tiếp tục. Trong khi đó thì nhóm 1 và nhóm 2 có cả hai câu hỏi của bạn Tiến và bạn Nhi, thì các bạn cũng chuẩn bị để sau khi giải lao vào thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi ha. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao tại chỗ 10 phút, tới 3 giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha các bạn.